tức là mình phải nhún xuống, muốn nhảy thì phải nhún đi, nhún nhảy mà. Thế để cho vợ thấy là đắng cay chưa, mày biết mặt chưa. Thế thì để cho người ta xả cái giận một tí. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ Phú Thọ. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Phú Thọ ạ. Vâng ạ. Vâng, tôi nghe đây. Bây giờ chương trình cho tôi một lời khuyên. Tôi muốn hỏi một cái chuyện tình cảm mà vợ chồng tôi này gái. Dạ vâng. Vợ tôi giờ giáo viên này, đi dạy học giờ thì nó ngoại tình mới ta ấy. Dạ. Giờ thì tôi về tôi tuyên sẵn bây giờ trả được. Bây giờ thì cô cứ nói thế này thế nọ. Người trong người đó giờ tôi nghĩ là vợ chồng người lấy nhau được hai đứa con, giờ bỏ nhau thì nghĩ con cái nó tội nghiệp. Có bố chả có mẹ, có mẹ chả có bố. Thì tôi cũng bảo nhà tôi là thôi giờ thì em là con người có học thức phải không. Bây giờ thì những cái chuyện gì quá khứ thì anh đã biết thì anh thôi, anh không nói gì nhé. Từ bây giờ rồi đi thì em đừng có thế nữa. Thế nhưng mà nhà tôi thì nó vẫn nó ngang lắm, rồi nói nó khó chịu lắm. Thế thì tôi bảo thôi giờ thì tôi hỏi chuyên gia một cái lời. Bây giờ vợ chồng tôi giờ thật sự sống với nhau nó chẳng có gì tình cảm nữa cả. Thế bây giờ thì tôi chỉ nghĩ thương hai đứa con thôi. Thế bây giờ thì tôi thì giờ tôi cũng làm giáo viên, như tôi dạy ở dưới Việt Trì, nhà tôi dạy ở quê. À vâng, hai vợ chồng anh đều là giáo viên đúng không ạ? Vâng, vâng, trước học cùng nhau thì lấy. Thế nhưng bây giờ thì tôi vẫn nói, tôi bảo giờ vợ chồng mình đều là con người có tri thức cả. Những cái gì quá khứ thì thôi, thì giờ anh chẳng bao giờ nói cả. Những cuộc sống thì ai phải có chuyện lỗi lầm là cái chuyện đó bình thường. Vâng. Thế nhưng mà vợ tôi thì tóm lại là nó cũng nó rất là ngang. Cho nên là giờ tôi bảo giờ chẳng biết làm sao được cả. Giờ chả nhẽ giờ một người con trai chả nhẽ lại tát cho vài ba cái thì nó chẳng ra làm sao cả. Vâng, vâng. Thế nhiều lúc thì nói thật là tôi biết, tôi xem những tin nhắn mà tôi xem các đấy tôi biết. Thế nhưng mà vợ tôi vẫn cãi. Thế hôm thì tôi giải đò là đợt này nhà trường cho anh đi nghỉ mát thì anh đi. Nhưng mà nói thật là có chương trình đi nghỉ mát nên tôi không đi. Tôi đi xong tôi lại thì quay về tôi dình, tôi dình những tối thứ tư thì tôi bắt được. À thế ạ, vâng. Bắt được nhưng trong khi đó thì tôi rất là đoàn hoàng, tôi chẳng có gì cả. Cái này thì thật sự tôi vẫn biết là cái này do sai xuất là ở vợ mình thôi. Vợ mình có thích người ta mới đến, tôi không bảo nào cả. Cái đó thì tôi vẫn bảo thôi giờ thì tất cả những cái gì cái quá khứ thì thôi tôi không ấy. Thế hôm sau tôi họp anh em tất cả. Vâng, tôi rất là chia sẻ với câu chuyện gia đình của anh. Thực ra là mình cũng có ý là có tha thứ cho vợ và mong muốn là có thể giữ gìn được hạnh phúc như xưa đúng không ạ? Tuy nhiên thì anh cảm thấy là vợ mình có thái độ không hợp tác và vẫn cứ ngang ngạnh và chối cái việc đó đúng không ạ? Vâng. À, anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện anh nhé. Xin mời anh Đoàn. Vâng. Rồi, xin chào bạn. Vâng, chào anh. Mình bao nhiêu tuổi đấy? Tôi năm nay là 38 tuổi ạ. Ôi dồi, con trẻ thế ạ. Ồ, thế ạ. Các cháu thì bé nhất là bao nhiêu? Cháu giờ các cháu nó lớn hết rồi anh ạ. Ồ, 38 tuổi lớn, gọi là lớn nhưng chẳng học tiểu học, trung học, cơ sở là còn vâng, 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 đấy, cháu nó vẫn là thế. Vâng. Ban nãy mình có nói rằng là cô ấy ngang lắm. Cô ngang đến mức độ nào? Ví dụ cô cãi là không phải đâu, hôm ấy là em uống rượu rồi em tiện thể em ngủ với anh ấy thôi chứ không phải yêu. Hay là cô ấy bảo rằng là anh thì đi xa xong lại chẳng quan tâm gì, thành ra mà em thì còn trẻ, em cũng có khao khát, có chồng cũng như không. Tức là cô ấy ngang đến mức độ nào mình tả một cái. Em mới nói chuyện thật sự với anh này này, cái chuyện vợ chồng bây giờ thì em vẫn nói là thôi giờ tất cả vì điều kiện kinh tế, giờ anh thì ở tận dưới Việt Trì này, mình em ở quê. Thế thì giờ nói thật với anh là một tháng em vẫn về gia đình hai lần, không phải không? Ừ. Thế nhưng mà thì vợ em nó cứ bảo là anh ở dưới có bồ, không phải không được. Bây giờ thì nói thật với anh Minh Đoàn này này. Mình có không? Em thì nói thật, em cũng có thật, đấy thì em phải nhận là em có. Thế nhưng mà vợ em thì nó bảo thôi giờ đó mà là chồng ăn trả vợ anh em không có gì phải chối cãi cả. Bây giờ coi như thế là cái chuyện của anh làm trước là anh phải chịu. Thế còn giờ cái việc của em là kệ em. Thật ra thì không người phụ nữ nào sinh ra để mà phá nát gia đình đâu. Cô cũng đã bao nhiêu năm chịu một mình nuôi con cho chồng đi công tác xa, lương lậu giáo viên thấp, một nách hai con, tất nhiên chồng thì tháng mới về một lần.
cũng mà cũng không còn trẻ, mà như không phải là cái chuyện rằng là kinh tế, mà cái chuyện rằng là tối về thì có người nọ kia, người thì đón con, người thì kèm con học, người nọ thế kia, nhưng mà cô đã chịu chấp nhận được rồi. Thế nhưng lại phát hiện ra là mình có bồ. Đây là một dạng trả thù. Thôi nhưng bây giờ thế này này, tại anh, tại tại cả đôi bên, cô ấy thì cũng rất là mạnh tính, đã sử dụng cái biện pháp. Đã thế thì đây cũng không phải là không thiếu người nhá, để cho mình cũng thấy cay, để mình biết rằng là tôi cũng đã phải chịu những cay đắng thế nào khi biết rằng là chồng có bồ. Thì bây giờ cũng cho anh nếm cái mùi cay đắng một tí, nhưng để lâu lên thì đúng là nó hỏng đấy. Bởi vì khi đã bập vào tình cảm, có thể về phía mình thì xác định nó chỉ là vui chơi, đúng không? Xa vợ, xa con. Em rất biết là chơi nào chơi nhưng vẫn nghĩ về gia đình, vẫn nghĩ về con. Thế nhưng mà cô ấy thì, phụ nữ thì nó không thế được, không ai lại xác định là chỉ để chơi cái anh này. Mà khi phải cảm động với người ta rồi thấy sao người ta tử tế thế, người ta ABC, thế rồi từ cái quý mến ấy rồi sẽ đi xa hơn, rồi không cẩn thận sẽ tan nát một gia đình, cũng rất là đáng tiếc. Bây giờ có mấy cái biện pháp này, đánh thì đúng là không đánh được nữa, mà đánh làm sao được, đúng không? Có mấy cái thứ nhất là bàn nhau đi, về mặt lâu dài, có chuyển được công tác về quê không? Nói chứ ngày xưa vợ chồng kẻ Bắc người Nam trong năm tháng khó khăn chiến tranh còn chấp nhận được. Chứ thời buổi này hai vợ chồng ở gần non sông quy về một mối, tiền bạc chồng giỏ vợ hom, mà còn khó nuôi con, huống chi như mình cứ chịu chấp nhận như thế này. Xem xét xem có thể chuyển được về ở gần không? Phải ở gần nhau thì hàng ngày cái sự ăn năn hối lỗi của mình, rồi cái sự mình hết lòng mình chăm sóc cho vợ cho con, thì nó nguôi ngoai dần đến cái nỗi tức giận của cô ấy khi cô ấy biết là mình có bồ. Hai nữa rằng là bởi vì hàng ngày mình đi dạy học được, chiều tối mình về nhà, thì cô ấy có cái cơ hội để cô ấy xác minh là bây giờ anh ấy tử tế rồi, trước đây thế nhưng bây giờ không có gì nữa. Thì rồi thì tất cả những cái gọi là cái sự sống tử tế của mình nó được ghi nhận, rồi cô sẽ thay đổi. Thế là nó được việc cho lâu dài là tìm cách xoay chuyển công việc về quê, để hai vợ chồng được ở gần nhau. Nếu như cái đó nó thực sự nó quá khó khăn thì mình hãy nói chuyện với nhau một lần thật kỹ này. Thật sự ra anh thì trước hết anh phải nói rằng anh là người có lỗi đầu tiên. Đấy, đúng là anh đã không chia sẻ được gì với em vất vả, em khổ sở, em một mách nửa con, thế mà anh lại thế nọ thế kia. Và anh biết rằng không phải em không còn yêu anh, nhưng chỉ vì em hận, em cay, cho nên em mới đi có cái mối quan hệ ngoài luồng. Anh cay đắng lắm rồi, anh lúc này anh mới biết rằng là em đã phải tự chịu nào. Tức là mình phải nhún xuống, muốn nhảy thì phải nhún nhảy mà. Thế để cho vợ thấy là đắng cay chưa, mày biết mặt chưa. Thế thì để cho người ta xả cái giận một tí, vì mình cũng đã làm người ta cay rồi. Khi nào ta cảm thấy đu đủ thì rồi thôi, bắt đầu từ ngày hôm nay đi, anh sẽ gắng thế này. Buổi tối anh sẽ gọi điện về này, em gắng kèm con học này. Anh không phải là một tháng về một lần, mà cứ thứ bảy chủ nhật về này. Thứ bảy thì vợ chồng sẽ dành thời gian là đưa nhau đi chơi, cho con đi xem phim hay xuống bà ngoại ăn cỗ, hay đi ăn ngoài một tí, để hâm lại cái tình cảm vợ chồng đi. Tuổi còn trẻ mà cứ mỗi người một nơi như thế thì rồi nó như ngay cả đứa con nó nhìn mình nó như là một cái ông bác ở đâu mà thỉnh thoảng tháng về một lần cho ít tiền, giống như Mạnh Thường Quân chứ không phải là ông bố, đúng không? Thế thì anh nghĩ rằng là không đến nỗi bi đát hoàn toàn. Nó phụ thuộc hết sức vào cái sự ứng xử của mình. Mình càng mềm dẻo, mình càng nhún mình phải vơ cái lỗi về mình, chứ mình không thể xỉ vả người khác được trong khi mình lỗi dề ra, đúng không? Nhá. Thế thì hướng thứ nhất là nếu mà về mặt lâu dài ấy là chuyển công tác cho gần nhau. Mặt thứ hai thì ngồi nói chuyện với nhau tử tế, mình nhận lỗi đi và mình bày ra kế hoạch là bắt đầu từ nay đi cuộc sống gia đình sẽ có những cái đổi khác đi. Thứ bảy chủ nhật mình về để cho cô ấy thấy rằng là không có bồ bịch gì. Thứ bảy chủ nhật về với vợ với con. Thế rồi mà cái anh nào đấy, anh ấy đang cặp với cô vợ mình ấy, anh ấy thấy rằng cứ thứ bảy chủ nhật về vợ chồng lại thấy xì xụp nấu ăn, lại thấy chồng đèo vợ đi đây đi đó, người ta nhìn thấy nhà mình hạnh phúc, người ta chả nỡ phá nữa, đúng không?
Đấy, thế thì làm được cái việc ấy vừa kéo vợ chồng gần lại mà đồng kia lại đẩy được cái tình địch lùi ra xa. Còn thì nếu như không ở được với nhau thì chia tay nhá. Mình phải có cái suy nghĩ của mình là nhà giáo cơ mà nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho anh có được biện pháp để giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Gọi đến từ tỉnh Ninh Bình. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Ninh Bình. Tôi muốn hỏi là như tôi năm nay 40 tuổi. Dạ. À, cách đây độ gần 3 năm nay là tôi là tự nhiên là tôi mất hẳn cái cương, nó không căng lên được, thì giờ tôi muốn làm sao ạ? Vâng, anh 40 tuổi tuy nhiên thì cảm thấy là cái khả năng cương cứng, khả năng tình dục của mình có vẻ kém đi đúng không ạ? Thế anh đã đi khám ở đâu chưa? Tôi chưa. Rất tin tưởng và đã gọi điện đến cửa sổ tình yêu đúng không ạ? Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho anh nhé. Xin mời bác sĩ ạ. Chào anh ạ. Vâng. Năm nay mình mới 40 tuổi ạ. Vâng. Mất sớm nhỉ? Mất độ gần 3 năm nay. Ôi dồi ôi, tức là mất lúc 36 tuổi ạ. Vâng. Thế mà cứ chịu đựng ạ. Trong tâm trí người mình thì rất muốn, nhưng mà nó lại không căng cứng được. Ờ, nó không lên một tí nào á? Vâng. Hay là nó lên ít ít ấy, hoặc là nó lên chỉ được một tí thôi, chưa làm ăn được gì nó đã hết. Chưa kịp cho vào thì nó đã thụt lại luôn ấy. Rồi, tức là nó cũng ngóc lên một tí, đúng không? Một tí, vâng. Ừ. Thế mà cũng cứ kiên trì 3 năm nay rồi, tức là từ 36 tuổi thì vợ cũng kêu à? Vâng. Ừ. Nhiều lúc cũng muốn đi khám, cảm thấy nó ngại ngại là. Ngại cái gì mà ngại? Ngày xưa thì những cái chuyện đấy nó gọi là ở khoa tiết niệu. Nhưng bây giờ cái nhu cầu và những cái người bị bệnh thế và cái nhu cầu là tôi muốn có cái chất lượng sống, mà trong chất lượng sống là có một cái hoạt động gọi là hoạt động tình dục. Là tôi muốn nó được thỏa mãn. Cho nên rằng là nhu cầu nó rất nhiều, và vì cái nhu cầu đấy và nó đã phát triển lên thành một cái khoa, nó gọi là nam khoa hay nam học. Tức là chuyên các cái bệnh về nam giới. Nhiều trường hợp như thế lắm ấy. Ai cũng ngại thì bác sĩ ngồi không à. Và nếu ai cũng ngại thì cái khoa đấy nó không phát triển, đúng không? Ừ, bây giờ là phải đi thôi. Để bởi vì mình mới có 40 tuổi mà. Mà mình không đi điều chỉnh sớm ấy, cái mong muốn của mình nó không được thỏa mãn đã này, kéo theo cả bà vợ lại cũng không thỏa mãn nữa này. Xong cuối cùng là thành cãi nhau này, thành xung đột này. Xong rồi cứ như thế nó cứ nặng dần lên, kể cả về bệnh tật lẫn khía cạnh gọi là tình cảm, đúng không ạ? Vì vậy ở Ninh Bình thì anh đi tìm đến là có cái khoa nam học không. Nếu không có thì anh phải chịu khó lên Hà Nội một ngày đi khám ở các chuyên khoa nam học luôn. Đấy, để xem rõ ràng là do sức khỏe hay do vấn đề bệnh tật hay là do vấn đề rối loạn nội tiết thôi, và lúc đấy thì người ta sẽ có cái phương pháp điều trị rất là tốt cho anh. Bố tôi đi chiến trường bị nhiễm chất độc hóa học ấy. Tôi cũng đang bị nhiễm chất độc hóa học này. Thế ạ. Trong người cũng nhiều bệnh lắm. Vâng. Mổ đi mổ lại gần chục lần rồi. À, vâng. Thì mình lại ở cái tình trạng sức khỏe như vậy, và cái kia kìa. À, nó lên được hay không lên được và nó khỏe mạnh như nào nó cũng phụ thuộc vào cái sức khỏe chung của anh ấy. Và sức khỏe chung của anh như anh vừa nói thì rõ ràng anh là người có nhiều bệnh. Và có nhiều bệnh thì cái khả năng hoạt động của cái cơ quan sinh sản của anh nó cũng bị ảnh hưởng theo nhá. Thế thì bệnh đến đâu ta chữa đến đó. Bây giờ khoa học nó cũng phát triển rồi nhá. Thế thì anh sắp xếp, một là ở Ninh Bình thì tìm đến các cái chuyên khoa sâu luôn là khoa nam học. Hai là bố trí một cái ngày lên Hà Nội thì nó có rất là nhiều bệnh viện mà có khoa nam học. Như Hà Nội thì ở chỗ nào cả? À, anh có thể đến bệnh viện Việt Đức này, rồi bệnh viện cái Tâm Anh này. Ở trên Vô Tuyến họ vẫn chiếu thì nó cũng có khoa nam học này, rất chuyên sâu. Hoặc là các bệnh viện phụ sản, nghe thì thoáng nghe thì tưởng là dành cho nữ, nhưng mà bây giờ họ cũng phát triển khoa nam học, để thấy rằng là cái nhu cầu mà nam giới có các vấn đề trục trặc ấy ạ, nó nhiều lắm, cho nên các bệnh viện người ta đều mở ra hết anh ạ. Nhá. Vâng.
Vâng ạ, chúc anh sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình Cửa sổ tình yêu để tư vấn ạ. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo, xin Alo. Chào thính giả. Lúc phải dậy và nghe xin lỗi, em là tiếng là chị Phượng tư vấn cho em. Vâng, tôi là Bích Ngọc, người dẫn chương trình. Bạn có câu hỏi gì vậy? Ngọc, có câu hỏi về cái vấn đề tình cảm thì em là một người chính trị chị. Vâng. Nói chung là em với chồng được 2 năm rồi, bị cái bạo lực của chồng anh đánh như là đến trận ảnh hưởng đến mù đó, thì là em lúc đấy thì em cũng sinh được bé gái rồi, bây giờ là cháu cũng lấy chồng rồi. Vâng. Bây giờ là bao nhiêu năm thì em cũng không dám bước đi nữa, mà lấy chồng ở làng mà em không dám bước đi, mà không dám nghĩ đến. Dạ. Bây giờ thì là vâng, em thì vào hội người chính trị và vào hội người mù rồi, thì bây giờ em học cái nghề khoa bố phóng nghiệp. Năm ngoái thì em gặp một anh là người cũng ở bên ngoài á, dạ, cũng làm bên xây dựng, thì là cũng tình cờ thôi, nhưng mà anh này cũng lớn hơn em 10 tuổi, thì là tự nhiên thấy em thì anh cũng có cái cảm tình, mà anh cũng thương, rồi cũng về nhà chơi, thì là từ chỗ em làm về nhà là cách 9 cây. Vâng. Thì xong thì mỗi hôm là tình cờ là cũng thấy hoàn cảnh của em là con người, thực ra thì nói thật như các chị mà rất tiếc là em mắc không khác mà không dùng điện thoại cảm ứng được chứ. Dạ. Con người cũng dễ nhìn lắm, cho nên là thực ra mà nói thì em cũng như chỗ là cái số phận con người mình chả biết đâu được. Thế là anh ta về thì nhà thì thấy hoàn cảnh rồi cũng con người rồi cũng hoàn cảnh nhà cửa đang khó khăn, rồi anh cũng tạo điều kiện rồi cũng thương cũng giúp đỡ. Thì em đại khái là về cái phần dụng cụ sinh hoạt đấy, là cái tư trang sinh hoạt đó, thì là vâng. Thì cũng nói dần 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 anh cũng em cũng không dám là tâm sự đi sâu đời tư á của gia đình anh, thì cũng chỉ biết là anh thương anh giúp đỡ thế thôi, chứ còn cũng không ấy. Thì nghĩ mình là cái người khuyết tật thì cũng không, nếu mà người ta chơi bời thì người ta cũng không đến với mình. Vâng, không tôi hiểu cái gì ạ. Dạ. Thì xong thì em cứ mặc kệ cho anh nghĩ là thôi thì bây giờ để xem anh là một người anh trai thôi, cũng không dám đi sâu, cũng không dám ấy. Cứ bình thường lúc anh đi làm về thứ bảy chủ nhật về qua nhà chơi để nấu cơm ăn uống mẹ con gia đình ăn cơm. Rồi xong gần anh mới ngỏ lời cũng là nghĩ là bây giờ là chỉ có tình thương thôi, chứ còn yêu thì yêu là cũng qua rồi, chị nghĩ chưa. Vâng. Thì xong anh cũng có kể là anh cũng có gia đình rồi, thì vợ cũng bằng tuổi em đó, thì là cũng được 2 cháu, cũng cháu đầu học đại học năm nay ra trường, cháu thứ hai thì học hết lớp 12. Vâng. Thì cái tình cảm ở nhà vợ con thì cũng xuất phát từ cái thời gian anh đi làm ăn thì chặt rồi, không đi làm bên xây dựng thì nói thật là anh làm công trình, nói thật thì chị làm công trình nhà nước thì nói thật là chỉ cho ứng tiền ăn thôi. À, đấy. Vâng, vâng. Cho nên là cũng có cái tình trạng, nên là chả biết thì thấy anh cứ đến gần càng ngày càng gần em mà em lại không muốn gần. Dạ. Mà chính mình là cái người bất hạnh, mình cũng không nói thật với chị là em là cũng người là cái người làm việc về tâm linh. Vâng. 4 năm nay rồi và cũng khổ lắm chị ạ. Vâng. Cho nên là em nói thật chị ra là em rất là khó nghĩ đúng không ạ? Dạ. Vâng. Thì bây giờ là em ý định là em cũng không muốn là để kéo dài tình trạng, mà em cứ động viên anh là tốt nhất là phải nghĩ về gia đình. Vâng. Còn đối với các em thì cũng chỉ là tình yêu thương nhân loại, là chia sẻ giúp đỡ, chứ còn không thể bỏ gia đình mà đi theo các em. Vâng, ngày tôi hiểu rồi. Anh ăn hận á. Dạ. Cho nên là bây giờ em cứ dây dứt mà nói bỏ là người ta không bỏ. Vâng. Người ta không muốn bỏ mà người ta cứ tủi thân rồi cứ khóc lóc. Vâng, tôi hiểu câu chuyện của chị rồi. Bây giờ anh Đinh Đoàn, chuyên gia tư vấn của chương trình Cửa sổ tình yêu, sẽ tiếp chuyện chị và chia sẻ trực tiếp với chị nhé. Xin mời anh ạ. Dạ. Rồi, xin chào em. Dạ, em chào em. Anh lại không kỹ lắm là mình năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em sinh năm 74 anh ạ. Thế thì cái cháu nhà mình là nó lớn rồi đúng không? Ban nãy có nói rằng là nó hai vợ chồng được một đứa con đúng không? Dạ. Thế xong rồi cháu nó lớn rồi, hiện nay mình sống với ai? Bọn em chia tay bởi vì là chồng có cái tiền sử bài bạc đó, là anh hành hạ em cũng dã man lắm anh ạ. Lấy chồng làng á. Thì xong rồi là bố mẹ em giải quyết là ý là để nói với ông bà bên nhà chồng là vun chém cho các con con cái, mà ông bà nên dạy con, nhưng mà mẹ chồng không đồng ý. Cuối cùng là bố em giải quyết là thôi cái loài cái giống, nếu mà bà gã thì sau này cũng không hy vọng gì, cũng không cho em nuôi đứa để bên ngoại bên nội. Và thế bây giờ thì là cháu nó có đi lại thăm mẹ không? Cháu nó lớn, nó trưởng thành, nó biết nghĩ rồi, nó có đi lại, có tình cảm gì không? Ít lắm anh ạ.
Thì hiện nay là mình đang ở một mình hay là ông bà ngoại có còn khỏe không? Bà ngoại còn khỏe mà cách đây 15 năm nữa. Em dâu về làm dâu nó cũng không hề lạng, nó ngây hồng hóa nữa mà. Về em cũng trả được thương em. Còn gái em 9 tháng 9 ngày là làm hết sức bố mẹ mà về em nuôi hai đứa cháu đi làm về không hề hỏi của chị nhà cháu có ngoan hay không, lại còn hỗn lao với em nữa. Nếu mai em lại khổ tâm cả làng thương cuối cùng vậy em. Vậy cái cảnh khổ đó. Thôi nhưng mà thế này này cũng rất là may mắn này này. Nói thế chứ trời không lấy hết tất cả của mình. À, mình cũng đã từng làm mẹ, mình cũng đã từng làm vợ, mình bây giờ cũng có con, thôi thì con nó trưởng thành rồi, nó cũng không chăm nuôi được mình. Nhưng mà thật ra ngay cả những cái gia đình mà bình thường đấy, cũng nuôi con trưởng thành rồi, con nó cũng thành đạt lắm rồi mà bố mẹ cũng chả mấy đứa ai được nhờ đâu. Cho nên là trong cái hoàn cảnh của mình, may mắn nhất là trời cho bây giờ mình còn sức khỏe. Chứ bây giờ mình ngồi đấy mình nằm mình ốm, khát hấp nước không có, chả có một đồng tiền nào mà mua gạo thì còn khổ hơn nữa. Thế nhưng mình thứ nhất là có sức khỏe, thứ hai là mình có cái nghề. Quan trọng nhất là mình có cái nghề, mình sống tự lập, thế cũng rất là may mắn. Và trời lại thương nữa, một cái người đã chịu nhiều những cái vất vả, trời cho một món quà mình còn đang không muốn lấy đó, chính là một người đàn ông tử tế, người đàn ông có gia đình, có vợ con rồi, đến lo cho mình, mua sắm cho mình, đồ đạc trong gia đình rồi, đã muốn đi theo mình. Bây giờ thì anh muốn hỏi thật thế này này. Anh cứ đến chơi rồi cứ mua đồ rồi cứ thấy hoàn cảnh của mình cứ thương thương tội tội thế thôi. Chứ có lúc nào anh ấy đòi anh ngủ lại hoặc anh ấy gạ gẫm một cái gì đó như là người đàn ông mà người ta thèm khát không? Dạ không. Thật à? Lâu chưa? Từ cái mối quan hệ từ đấy giờ nó được lâu chưa? Nói chung là từ cuối tháng 2 năm ngoái anh ạ. Em đi làm bên bấm huyện thì thực ra là em thì vào hội... Mùa được 9 năm này em làm nghề bấm huyệt, 4 năm nay em cũng không đi làm, điều kiện sức khỏe em thấy quá, mất 4 năm đốt sống cổ đó. Giờ lại phải làm việc bên thế giới tâm linh, đủ khổ anh ạ. Bây giờ đúng là thực sự là em ngồi một chỗ em nghĩ buồn mà em không muốn để làm khổ gánh nặng cho người ta. Thôi, thế này này, có lẽ lại, thôi không dám nói chuyện là tâm linh, cái chuyện đấy mình đến đâu thì biết đến đấy, nhưng mà hiện nay là kinh tế mình không quá khó khăn đúng không? Thực ra thì bây giờ là em quá khó khăn anh ấy. Một tháng em chỉ được cái tiền trợ cấp của nhà nước thôi. Em không có đi làm rồi. Được 4 năm nay em đi làm mấy được. Chàm đây đúng không? Mình đi làm nghề tâm linh, tức là mình đi hầu thánh hay mình nhảy đồng hay là mình không, em lại chuyển tiếp anh là em lại chỉ ngồi một chỗ em gom đồng tiền em xơi cho khách là làm gì? Một tuổi có được 10.000 bạc thôi anh. À. Không được lấy nhiều rồi. Không nhảy múa em lại gắn lọc ta không nhảy múa. Thôi được rồi thế cũng nhưng mà lại cũng không ai giúp đỡ cũng khổ lắm anh. Cũng nhiều người thế chứ không phải một mình em đâu, nhiều người nha, hai vợ chồng nhá, cả cuộc đời, cả suốt những năm tháng tuổi trẻ nuôi cho 3-4 đứa con ăn học đại học, bây giờ đi ở khắp nơi, cuối cùng cũng hai vợ chồng với nhau, thậm chí hai ông bà già lại còn cơm không lành canh không ngọt, cũng ông một niêu bà một niêu. Cuộc đời vốn nó không phải, em cứ tưởng tượng là rất nhiều người khổ, nhưng mà thậm chí có nhiều người khổ hơn em. Đây này, em cứ ra thành phố mà xem, cũng rất nhiều người hoàn cảnh là ngồi xe lăn này, thế rồi cũng khiếm thị như em, nhưng mà cũng không kiếm được một đồng một ngày đâu, cũng còn xin lỗi là đi ăn xin đó. Thế thì em cũng không đến nỗi như thế, cũng là mừng lắm rồi. Thế thì bây giờ mình hãy tin là cuộc đời đi. Nếu như ban nãy anh có hỏi rằng là anh ấy có gạ gẫm gì rồi anh ấy gì không, cũng có những người đàn ông người ta thấy mình cũng 45 tuổi, cũng còn trông thì còn ngon lành, thế rồi là anh ta thì có vợ rồi, anh ta ở xa, vợ thì ở xa, cho nên đôi khi người ta cũng muốn lợi dụng cái chuyện gần gũi, vì lợi dụng cho nên người ta phải tạo ra cái vỏ bọc tốt ban đầu. Thế thì nhưng mà cái vỏ bọc ấy nó không được lâu, sớm muộn nó cũng lòi ra. Thì anh mới hỏi rằng có bao giờ anh ấy gạ gẫm anh đòi cái gì đó không? Thì em có nói rằng không. Mà suốt chơi với nhau anh ấy quan tâm mình từ tháng 2 năm ngoái cho đến bây giờ, một năm mấy rồi, một năm rưỡi nay rồi, mà một người chỉ có biết thương mình, lo cho mình mà không đòi hỏi cái gì, thì hãy tin là cuộc đời rằng cũng còn có những người tốt em ạ. Chứ giá mà anh ấy cứ lấy lý do lý chấu xong cứ đi làm tối để về ngủ xong rồi mình bắt mình như là vợ anh ấy, thì đấy mình có thể nghi ngờ rằng là yêu thương gì đâu, chẳng qua là anh ta xa vợ rồi anh ta coi mình như là cái lớp chỗ trống. Nhưng mà đây không có cái như thế đúng không? Biết đâu đấy em làm việc thánh rồi trời lại thương. Mình cứ sống tốt, sống đức độ. Thế còn thì mỗi người một phận, hãy nhìn thấy cái mình đang có.
đó là sức khỏe và công việc, không giàu có, không thu nhập được nhiều, nhưng mà cũng không đến nỗi quá bi đát. Và đặc biệt là mình cũng có một cái người bạn, không có dám gọi là người bạn, một người anh tinh thần mà người ta chăm lo cho mình. Còn mình không làm điều gì xấu, mình không xông vào phá hoại gia đình người ta, mình không bắt rằng anh phải rời bỏ em, anh quay về nhà anh đi, anh ấy có bỏ vợ anh ấy đâu, anh có đòi anh ấy lấy mình đâu, đúng không, vân vân. Mình không tác động để làm tan nát gia đình người ta, thì mình không việc gì phải ân hận. Thế còn người ta thương mình, có lẽ thôi, nói theo các cụ ngày xưa là kiếp trước biết đâu có nợ gì nhau, nay gặp lại để trả ấy mà, nhá. Vâng, chúc chị sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống và trong tình yêu ạ. Cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ Bắc Ninh. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ tỉnh Bắc Ninh ạ. Em là người sinh viên, bây giờ nó rất yếu. Vâng. À, bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? 48. 48 tuổi đúng không ạ? Gần đây mới thấy sinh lý yếu hay là như thế nào? 2 tháng nay. À, 2 tháng nay, vâng. Xin lỗi, là bạn đã có vợ chưa ạ? À, có con rể rồi. À, có con rể rồi đúng không ạ? Vâng. À, câu hỏi của anh sẽ được chuyển tới bác sĩ Vương Minh Phượng nhé. Bác sĩ sẽ tư vấn cho anh. Chị chào em. Vâng, em chào chị. Em muốn hỏi chị nghe ghê em nên, nói nên ra bệnh viện nào để người ta xử lý cho được nhỉ? Ở Bắc Ninh ấy thì có cái bệnh viện Nam Học không? Không có. Không có à? Có bệnh viện nhưng mà nói đi, yếu là yếu thế nào, tả cái yếu một tí xem nào. Không lên được tí nào. Không lên được tí nào. Nguyên nhân của nó là cái gì? Em là năm ngoái là bị uống nhiều thuốc run sán chó mèo quá. Ngộ độc gan, vàng mắt vàng da thành chết toi năm ngoái. Thật á? Vâng, nó sút 16 cân cơ mà. Nhưng bây giờ nó vẫn sút 10 cân. Thế xong từ đấy trở đi là nó cứ yếu thôi. Vâng, từ đấy trở đi là nó yếu. Không làm gì được. Lúc nào rất muốn. Mặc rất muốn nhưng mà trên bảo dưới nó không nghe. Đấy chúng nghe chính xác như thế. Và năm nay thì mới 48, còn trẻ nhờ. Nếu ở Bắc Ninh ra Hà Nội chỉ hơn tiếng đồng hồ nhỉ. Em thường em vẫn đi ra xe máy ra nhiệt đới em khám mà. Thế sao không khám cái khoản đấy luôn? Em bây giờ là đang thơ gan S2 rồi. Em là nó ngộ độc thuốc thế này. Ok. Bác sĩ bảo là của anh là nằm viện lâu ngày quá, ứ mật lâu ngày quá nó bị thơ gan. Thế à? Em không phải là viêm gan B, gan C gì cả. Đúng rồi. Không có virus. Đúng rồi, nó là bị ngộ độc, thế là gan nó bị nhiễm. Đúng rồi. Thế bây giờ em đi sang cái bệnh viện Nam Học đi để khám cái kia xem là nó như thế nào. Vâng, Nam Học ở đâu anh? Ở Việt Đức nhá. Việt Đức thì bệnh viện đấy thì em đi xe máy vào rồi. Đấy, thế bây giờ vào đấy xong hỏi là tôi muốn khám Nam Học, phải khám xong người ta mới biết cái này được. Phải khám thì mới biết được nhá. Vâng. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ Hưng Yên. Alo, xin chào. Hello. Thính giả gọi điện từ Hưng Yên. Rồi, tôi nghe đây rồi. Vâng ạ, câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Tôi muốn hỏi về cái tình dục một tí. Dạ, anh nói cụ thể đi ạ. Thì là thực sự ra thì tôi cũng chưa có vợ. Vâng ạ. Nhưng mà cái ấy của tôi nó, cái dương vật nó không lên được. Dạ. Khi mà mấy bạn gái mà cứ ngồi ôm ấp với nhau, muốn đưa vào nó cũng thích rồi, nhưng mà nó cứ ý vui, nó không lên được. Vâng, câu hỏi của anh xin được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Xin mời bác sĩ Phượng tư vấn ạ. Xin chào anh. Vâng ạ. Anh nói rằng là anh chưa có vợ ạ. Đúng rồi. À thế ạ, thế năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi năm nay 30 rồi. À thế ạ. Vâng. Thế nhưng mà rất là nhiều bạn gái. Đúng rồi. Đúng không? Và khi ngồi cạnh bạn gái thì nó cũng có rung động. Rồi nó không nên tí gì. Rồi, cũng rung động, xong rồi cũng hưng phấn và cũng muốn làm tiếp các cái bước tiếp theo là làm thế nào để thỏa mãn, nhưng mà ở dưới nó không chịu theo cái chỉ đạo trên đầu nhà mình, đúng không? Đúng rồi. Vâng. Đúng rồi. Từ trước đến nay nó vẫn thế ạ. Vâng. À thế ạ. Mà mới 30 tuổi. Thế anh đã từng đi khám ở đâu chưa ạ? Tôi chưa. Ôi thế phải đi khám chứ. Ngại lắm. Ôi sao lại ngại? Anh có biết rằng là bây giờ cái khoa Nam Học nó rất phát triển không?
Vâng. Và thì nó thì, rất phát triển là bởi vì nhu cầu nó rất nhiều người cần khám cái chuyện đấy. Thế cho nên rằng là đấy là chuyện bình thường mà anh ngại cái gì? Ngại lắm chứ, giờ đi khám ở đâu rồi? Ừ, anh ở Hưng Yên đúng không? Đúng rồi. Hưng Yên thì Hưng Yên là có cái bệnh viện sản nhi, nhưng mà anh lên Hà Nội đi. Hưng Yên lên Hà Nội kẹo. Hưng Yên lên thì anh đến bệnh viện Việt Đức cũng được. Nói chung là nhiều bệnh viện có khoa nam học. Tuy nhiên rằng nam giới thì ít khi đến bệnh viện phụ sản. Thông thường người ta hay đến đấy khi mà cả hai vợ chồng cùng đi khám. Thế còn nếu mà đi một mình thì bệnh viện Việt Đức thì anh vào đấy trước. Cái khoa nam học này nó nằm ở trong khoa tiết niệu, nhưng bây giờ nó phát triển và nhu cầu nó nhiều quá đến mức mà nó thành lập thành cái phòng khám. Đấy, ở khoa khám, đấy, phòng khám về cái bệnh đó. Hai là đến đấy thì nó hơi đông. Hai là anh đến tìm đến các cái bệnh viện mà tư nhân. Thì ví dụ như ở bên Gia Lâm, Hưng Yên lên Gia Lâm nó cũng gần, đúng không? Thì nó có cái bệnh viện Tâm Anh ấy, anh 30 tuổi chắc là máy tính cũng dùng, thì vào Google tìm ra, đánh tên là bệnh viện hay là khoa nam học, thì người ta sẽ ra một cái list rất nhiều bệnh viện cho anh, và trên cái list đấy thì anh chọn xem cái bệnh viện nào mà nó phù hợp với anh, tiện lợi với anh thì anh phải đi khám. Nhá. Rõ ràng ở tuổi mà 30 mà trên bảo dưới không nghe, nó sớm quá như thế thì phải điều trị nhá. Vâng ạ. Vâng, xin được chào thính giả, cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn chị Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Nghệ An. Dạ, em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Dạ chị ơi, em muốn hỏi về bên tâm lý ấy chị ạ. Vâng, chị nói cụ thể đi ạ. Dạ chị ơi, em năm nay là 24 tuổi ạ. Em trên năm 94 ạ, mà em đang quen một anh đó là vợ hai con ạ. Rồi em gái chưa mới lớn lên ạ, nhưng mà vợ anh đó là vợ hai con này ạ. Nhưng bây giờ em muốn chia tay như thế nào chị, cho em một chuyện với vâng. chị ạ. À, tức là bạn năm nay mới 24 tuổi, chưa có chồng đúng không ạ? Chưa có gia đình. Vâng. Và đang yêu một người đàn ông đã có vợ. Và bây giờ thì mình muốn chia tay đúng không? Dạ. À, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời anh Đoàn. Rồi, xin chào em gái. Dạ, em chào anh ạ. Ừ. À, thế mình yêu anh ấy, cái tình yêu nó đến thế nào rồi? Mình yêu thầm ở trong lòng ấy, hai anh chị đã hẹn hò hay là đã có cái gì sâu sắc chưa? Anh ơi, em nói anh nha, em quen anh này 4 năm rồi, nhưng mà bố mẹ em đánh em, đập em, quấn em, không còn gì hết á. Nhưng mà em cũng một lòng thương anh này ạ. Anh này là không ăn ạ, nhưng mà em vẫn thương, nhưng mà anh đó một hai tôi đòi gặp rồi. Em không cho gặp mà gọi điện thoại VJ anh cũng không cho luôn, em cũng... em sợ là cho rồi, sợ như là này nọ, vợ nó biết nó đánh em cũng sợ, em cho gặp ạ. Đúng quá đi chứ, bố mẹ thương mình vì thế chứ còn để cho mà hôm nào đấy mà vợ bắt được, xong rồi người ta thuê thêm cái đối tượng này, đối tượng khác, đối tượng xấu nó đến nó hành cho mình, thì lúc ấy mình lăn quay ra mình đi nằm viện thì ai chăm, lúc ấy thì bố mẹ chăm chứ ai. Dạ, em yêu 4 năm rồi, anh này cũng thương em thật lòng, đi tìm em, ngoài em thì ở Nghệ An nhưng mà em làm công tác ở Vùng Tàu ạ. Với là anh nó không xuống Vùng Tàu, ở Sài Gòn xuống Vùng Tàu thăm em 4 lần, nhưng mà em bố mẹ em gặp anh đó thôi chứ em thì không cho, em còn né không ạ, bởi vì em cũng tôn trọng mẹ em mà. Nhưng mà em thấy bỏ anh này thì em thấy em ăn không được, em ngủ không được ạ. Em bây giờ làm gì, có học, có hành, có công ăn việc làm gì không? Dạ em hướng dẫn viên du lịch ạ. Thế à, hướng dẫn viên du lịch, tức là cũng bận suốt ngày đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Thế còn quen anh như thế nào, ở đầu tiên là qua mạng hay là như thế nào mà? Dạ qua mạng anh ạ. Ồ, trước đây thì mình gặp gỡ, xong về sau thì mình muốn giãn ra như anh, cái nhiều lần xuống Vũng Tàu mình cũng không gặp nữa đúng không? Dạ không, em chưa gặp anh, em gặp anh đó thì nhiều lần rồi ạ. Nhưng anh đó em toàn né mặt em, anh đó em mặc quần áo, em bịt khẩu trang lại thì em cứ gặp anh đó bình thường, nhưng em không cho, em không ra mặt. Còn anh đó thì xuống nhà em nhiều lần nhưng mà chưa biết em là ai hết á. Em không cho, em cứ làm không có chuyện gì xảy ra, em cứ né, em không cho gặp. Tôi suốt là 4 năm nay vậy hả? Dạ vâng ạ. Thế anh ấy đi tìm một cái người bịt mặt mà anh cũng đi tìm à?
Dạ, anh vẫn đi tìm, anh vẫn nói là cái bởi vì cái mối quan hệ của anh là anh thương thật lòng thì anh đi tìm, mà nhưng mà em cũng thương, nhưng mà em cứ sợ là bố mẹ em buồn, mà giờ bố em không phải sợ bố mẹ buồn, cơ bản nhất là anh có vợ rồi. Thế và có khi anh yêu cái cô ở trên mạng thôi, lúc ấy là chat chít với nhau rồi hình ảnh anh yếc, chứ cái lúc mà bỏ mặt ra chưa chắc đã yêu đâu. Nói thế nhưng mà thế này, dừng lại là đúng. Và cái việc mà em đang làm ấy rất đúng hướng, bởi vì em chẳng được cái gì đâu mà. Có chăng là em lại say đắm quá rồi hẹn hò, rồi một tháng anh ấy xuống Vũng Tàu với em vài lần, ngủ rủ nhau đi nhà nghỉ đôi ba lần, xong đến lúc thì cái gì cũng thế, mới háo hức rồi sau nó chán rồi nó thôi anh phải về với vợ với con anh ấy, anh lại đi tìm đối tượng khác, thế là mình lại cứ ngồi bần thần ngẩn ngơ. Bây giờ chưa có gì mà không quên được, huống chi như đã có cái gì với nhau rồi còn khó quên hơn. Cho nên bây giờ cái kiểu của em là đúng hướng, nhưng mà cái việc cứ bịt mặt như thế thì không nên, bởi vì bịt được đến bao giờ? Nói thẳng với nhau đi. Em thật sự là em không có cái cảm tình, em không muốn duy trì cái mối quan hệ này nữa. Em bây giờ em rất là bận. Trong tương lai của em là em tập trung vào việc em kiếm tiền, em đi du lịch nước ngoài, và đối tượng của em là em phải yêu những người đàn ông đẹp trai này, rồi đại gia này, nói những cái điều mà ông này ông không có ấy, để cho ông ấy rút đi. Chứ mà thật ra em cũng rất yêu anh, nhưng mà em chỉ sợ bố mẹ em, thế thì làm cho ông lại càng cố gắng khích lệ ông ấy sẽ hăng hái hơn. Thế cho nên là hướng đi đúng, nhưng mà không bịt mặt nữa mà mở mặt ra đàng hoàng, ngồi nói chuyện với nhau đi. Em không muốn duy trì cái mối quan hệ này bởi vì nó chẳng đi đến đâu cả. Em nhìn lại anh nhìn lại em đi, người em thế này phải đi yêu mà ông có vợ rồi à? Cứ nói thế để cho ông ấy tự ái, ông ấy lui nó. Dạ, vâng. Vâng, xin chúc bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc sống và trong tình yêu nhé. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn ạ. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Nam Định. Alo ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Em hỏi hộ bà chị ạ. Vâng, chị của bạn có câu hỏi gì vậy? Là chị mới lấy chồng được 4 năm tháng nay, là từ lúc mà có kinh đến bây giờ là đều không đều ạ. Vâng. Lúc thì 2 tháng, lúc thì 40 ngày. Đấy, xong rồi giờ lấy chồng về vẫn vậy ấy. À thế ạ. Vâng. Thì em hỏi là khám ở đâu thì được ạ? Tức là từ khi bắt đầu có kinh nguyệt là đã không đều rồi đúng không ạ? Chứ không phải là từ khi lấy chồng mới không đều. Vâng. Vâng, câu hỏi của bạn sẽ được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng. Xin mời bác sĩ tư vấn. Chị chào em. Vâng, thế từ lâu đến giờ thì cái bà chị của em ấy là kinh nguyệt không đều nhưng không đi khám à? Cái chị này là chị ở trong Sài Gòn rồi, chị khám ở trong bệnh viện Sài Gòn tổng quát hết rồi, không bị gì ạ. Không bị gì. Vâng. Thế và bây giờ thì nó vẫn cứ như thế. Thế sao bây giờ lại muốn đi khám? Ý là muốn có con ấy ạ. À, ý là muốn có con. Mới lấy chồng được 4-5 tháng, đúng không? Vâng ạ. Mới lấy chồng được 4-5 tháng mà kinh nguyệt không đều thì cái việc mà chưa có con nó cũng dễ hiểu, đúng không? Thế nhưng mà nay lại sốt ruột quá mà muốn là có con nhanh lên ấy, thì có thể là mong muốn có sự tác động nào đấy từ phía bên ngoài vào, tức là bằng điều trị. Đúng không? Thì phải đi khám thôi. Ở bệnh viện Nam Định có bệnh viện sản nhi đấy. Thế nếu không thì lên hẳn trung ương đi. Lên bệnh viện phụ sản Hà Nội đi. Khám xem nó. Theo bác sĩ thì bệnh viện Nam Định đã hay là lên Hà Nội ạ? À? Chị của em là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 21 tuổi. 21 tuổi à? Mình cũng còn trẻ nhỉ. Thì cứ lên Nam Định cái. Tuy nhiên rằng là cũng đừng sốt ruột quá. Đấy là chị nói, nếu sốt ruột quá mà mong muốn quá thì đành đi. Thế nhưng mà rõ ràng là mình không bị bệnh gì, và cái số người phụ nữ mà kinh nguyệt không đều cũng khá nhiều, chứ không phải tất cả phụ nữ đều kinh nguyệt đều đâu. Và với một người kinh nguyệt không đều thì mới lấy chồng 4-5 tháng mà chưa có thai thì là hoàn toàn bình thường nhá. Đấy. Vì vậy tâm sự với chị rằng là thôi thì cứ kệ nó, cứ sống tự nhiên đi, cứ thoải mái đi, cứ bồi dưỡng cho sức khỏe, chuẩn bị ý. Tức là cái người phụ nữ cũng phải chuẩn bị cho cái việc mà có con ấy.
ăn uống vào, giữ sức khỏe tốt vào, để đến ngày mà có thụ thai, tức là có em bé, thì nó được nuôi dưỡng ở trong một cái cơ thể của mẹ hoàn toàn khỏe mạnh đi. Đấy, bây giờ là chuẩn bị như thế, chứ đừng sốt ruột quá để rồi mà đi lung tung tìm mọi cách thì rồi cuối cùng có khi lại bất lợi nhiều hơn ấy nhá. Vâng, chúc chị của bạn sẽ gặp may mắn và sớm có tin vui cho chương trình nhé. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, Hà Nội đâu ạ? Alo đây ạ. Vâng. Em muốn hỏi chuyên gia cho con gái em. Vâng, chị nói đi ạ. Cháu đi về nhà chồng có chút vấn đề trục trặc. Bây giờ về nhà mình không làm cách nào để khuyên cháu về nhà chồng được, mà trong khi đó thậm chí là vẫn yêu chồng. Rồi. Nhưng mà chỉ có một chút vấn đề trục trặc do với mẹ chồng. Rồi. Đã về đây được một tháng rồi mà bây giờ em có mắng phấn cháu, cháu nó lại đi thuê trọ. À, lại thuê trọ rồi. Tức là hai bạn ý lấy nhau lâu chưa ạ? Được bao nhiêu lâu rồi ạ? Được 4 năm rồi ạ. Vâng, có con mấy đứa rồi ạ? Có một đứa con gái 3 tuổi ạ. Và bây giờ thì cháu nó về ở cùng với mẹ nó à? Cháu lúc thì lên trên này nhà ngoại là em trông, lúc thì lại bố nó đón về. À, đón về để bà nội trông đúng không? Vâng, khi thoáng là độ 4-5 ngày hay một tuần gì đấy, bố lại đón về. Rồi, thế mẹ nó với bố nó thì có giữ mối liên hệ với nhau không? Vẫn qua lại gặp gỡ, vợ chồng thì vẫn bảo nhau bình thường. Nhưng mà lại chỉ có mỗi khúc mắc nào cháu không về. Vâng, tức là khúc mắc với mẹ chồng, chắc là cái khúc mắc nó cũng ghê gớm lắm, thì đâm ra là cô ấy... đơn giản thôi, không có gì, như do con nhà mình nó cứ thành vấn đề lớn. À, tức là con nhà mình cũng thuộc dạng ngang bướng đúng không? Vâng. À, chị cũng nhận thấy điều đó đúng không? Chắc là từ nhận hồi thấy điều đó, cũng khuyên ngăn nhưng mà không biết làm cách nào được. Bây giờ thì xin chuyên gia cho lời khuyên cho anh Đinh Đoàn. Vâng, sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng, xin chào chị. Vâng, em chào anh Đinh Đoàn. Con gái năm nay là bao nhiêu rồi ạ? Cháu nhà em 23 tuổi. Ôi còn trẻ thế ạ, lấy thêm mà lấy chồng 4 năm rồi, con được 3 tuổi rồi đúng không? Vâng ạ. Trời ơi, trước cháu học lên hết lớp 12 xong rồi bị người ta bốc đi luôn. Thành ra nó chưa kịp lớn, chưa kịp trưởng thành, chưa kịp mà hiểu sự đời. Rằng là trời ơi, lấy chồng thì sướng lắm nhưng mà cũng nhiều cơ cực, đôi lúc cũng phải nghiến răng cắn chịu đúng không? Ở đời không có cái gì là cái mà chỉ có vui vẻ không. Thế nhưng cháu thì nó chưa được học cái đó, học hết lớp 12 là lấy chồng luôn. Tuy nhiên thì mình là người ngoài cuộc, mình thì cho rằng là trời ơi chuyện nhỏ. Nhưng mà vì chúng nó bây giờ cái tuổi mà 9X, 10X về sau này ấy, là nó suy nghĩ khác mình lắm. Mình là người lớn thì sau này cứ 9 bỏ làm 10, 10 bảo 11. Chứ còn thì chúng nó bây giờ là cứ thẳng thừng, bà tử tế thì tôi ở, nếu không thì tôi cũng đi ngay đấy đại khái là. Nhưng mà đấy em đang bảo là tử tế thì mình là phận làm dâu thì nhịn đi một tí. Ờ tôi không nhịn. Tóm lại thì chị có biết rằng là cãi nhau vì cái gì, xích mích vì cái gì không? Em chỉ thấy là nó về nó bảo là cứ suốt ngày đi kẻ xấu nó, rồi thì con cháu không chăm mãm, đi làm thì không trông cho, mà ở nhà thì lại bảo là ăn bám. Cầu nhau thế với em thôi, em cũng xua đi. Được. Nhưng mà nó không nghe. Chị có nói chuyện với con rể mình không? Có nói chuyện với con rể cũng tâm sự hết như thế. Cậu có đứng về phía mẹ cậu hay là cậu đứng về phía vợ? Có nghĩa là ở ngã ba đường nó cũng không nghiêng về ai cả. Bên vợ cũng lặng mà bên chờ mẹ cũng lặng. Vâng. Và mặc dù vợ bế con về bên ngoại, hoặc là thậm chí bây giờ thuê nhà riêng ở ngoài, thì chồng vẫn đi theo đúng không? Vợ chồng phải là vẫn đi theo, mà có nghĩa là chỉ lên thăm nhau thôi, còn nó vẫn ở nhà mẹ. Rồi. Chắc là chỉ trục trặc một cái chỗ là ở 4 năm trời vợ thì muốn ở riêng nhưng mà chồng thì lại không muốn ở riêng. Đấy, vấn đề nó từ lâu, và cái việc mà đến hôm nay á mà nó xảy ra thế này thực ra chỉ là một cái cớ thôi. Còn thì con gái nhà mình là không muốn làm dâu, ngay từ lúc lấy nhau muốn phải ở riêng. Và chắc nhà người ta thì có nhiều con trai không, hay có mỗi cậu con trai? Có hai ạ. Rồi, con dâu là mình là lớn hay bé? Con dâu nhà em là lớn ạ, con cả. Vâng, vâng. Nhà rộng rãi và ông bà nội, tức là ông bà thông gia, còn trẻ khỏe không ạ? Trẻ khỏe ạ. Rồi. Hai đứa, tức là con gái với lại con rể nhà mình ấy, nó làm ăn gì, kinh tế nó có khá không? Chỉ có là cháu là nó đi, con rể là đi lái xe, còn con gái thì đấy từ ngày đẻ đến giờ là đấy, nó bảo là lúc thì muốn đi làm thì không có người trông con, mà đi làm thì lại bỏ con nheo nhóc, thế là cứ đi thất thường. Thế nhưng cho đến giờ phút này thì là chúng nó sống bằng cái gì? Bây giờ vẫn cứ sống dựa vào bố mẹ đấy, và những cái đồng tiền của chồng đi kiếm đấy. Rồi.
Tiền ở đâu để bạn ấy thuê nhà riêng ở ngoài? Đi làm được một thời gian rồi anh ạ. Chị thôi, mình là nhà gái nhưng có bao giờ chị trao đổi nói chuyện gì với bà thông gia không? Rằng khổ quá cháu nó như thế, tôi cũng giáo dục, tôi cũng nhắc nhở cháu, tôi không biết là bây giờ thế nào, hay là bà thế này thế kia, mình có nói chuyện thế không? Có, em có, em trao đổi hai lần trong cái lúc cháu đi đây rồi. Vâng, bà ấy thì thế nào, thái độ bà ấy? Bà ấy thì lại cứ bảo là đang bí bất, chưa làm được nhà cho cháu ở gian nhà riêng. Bây giờ ở riêng ra thì chưa có nhà thì ý là người ta ngại ấy. Thì lại muốn con ở thêm, nhưng mà con thì lại cứ muốn dãy dụa ra. Rồi, thật ra thế này này, cái chuyện mà xích mích mẹ chồng nàng dâu chắc cũng không phải là lớn, nhưng mà việc của hai bạn ấy là mong muốn ở riêng, và bà thông gia cũng nói rằng là gia đình cũng muốn là làm cho các cháu nhà riêng, có điều là điều kiện nó chưa đủ, đúng không ạ? Bởi vì nhà ta cũng có hai thằng con trai chứ cũng chẳng phải là gì, và thậm chí bây giờ thì kể cả bốn con trai chăng nữa thì cũng bốn đứa ở riêng và bố mẹ cũng ở riêng, cũng không nhất thiết là phải con nào ở với bố mẹ. Chị cũng là cái người mà cái cầu nối thôi, người ta nói con dại cái mang, nhưng con là mình thì không đến nỗi dại lắm, nhưng mà cũng động viên bà thông gia một chút. Trời đấy, bây giờ các cháu nó nghĩ khác lắm chị ạ. Chị em mình cái thế hệ ngày xưa nó cứ thôi thì nó thế nọ thế kia, nó cam chịu, rồi khó khăn một chút thì cùng nhau khắc phục, rồi bây giờ chúng nó cứ đòi thế nọ thế kia, để thôi cho nó nhẹ bớt cái thái độ mà người ta nhìn về con nhà mình, người ta nói rằng là trẻ người non dạ không biết dạy. Còn lại thì này, bàn với trao đổi với hai vợ chồng chúng nó này, mình không có ôm vào, không vơ vào, không có bảo rằng về đây mà ở, chúng mày không về nhà mẹ chồng thì chúng mày thích có tiền thì chúng mày thuê nhà ở, mình cũng chẳng thể làm gì được hơn, có điều rằng là mình không kéo vào, bởi vì kéo vào rồi là nó có cái chỗ nó ỉ, nó dựa vại. Thì đấy, bây giờ anh chị cứ thuê nhà rồi là thấy nó tốn tiền, rồi làm thì không ra, rồi mới nhận ra rằng là đây, ở riêng thì độc lập tự do đấy, nhưng mà cái gì nó cũng có giá, nào là hàng tháng phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước riêng, thế rồi đi đâu đó thì không có người trông con, khác hẳn với trước ở nhà thì cứ quăng cho bà nội cái là từ sáng đến tối không sao, bây giờ thì thấy nó bí bách. Và nhận ra rằng là ở với bố mẹ rất là lợi, một mẹ già bằng ba con ở rất là sung sướng, thì các bạn ấy sẽ thay đổi. Còn bây giờ cứ tưởng là ra độc lập tự do, muốn độc lập tự do thì người ta cũng phải có điều kiện nhất định, đúng không? Trong khi thì bây giờ mỗi chồng đi lái xe, mà đang dịch Covid Covid thế này, lái xe không phải là một cái nghề dễ kiếm tiền, mẹ nuôi cả hai vợ chồng, lại còn con, lại còn thuê nhà, rồi sẽ có lúc nhìn nhận lại. Còn mình thì chỉ có thứ nhất là luôn luôn nhắc con rằng là tự quyết, suy nghĩ đi, rồi hai nữa là mình làm cầu nối với ông bà thông gia để cho mối quan hệ nó mềm mại đi thôi, chứ còn thì cũng không có uốn nắn bắt bẻ gì được con đâu nhé. Rồi xin cảm ơn anh Đinh Đoàn, xin chào chị nhé. Chúc cảm ơn chương trình ạ. Chị gặp nhiều may mắn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo, Hưng Yên đâu ạ? Alo ạ. Vâng ạ, tôi đang nghe đây ạ. Câu hỏi của chị là gì ạ? Tôi Hưng Yên, năm nay tôi 73 tuổi. Dạ vâng. Tôi là bà nội của cháu. Vâng. Thế cháu sinh năm 96. Vâng. Thế mà năm cháu sinh đẻ ra thì cháu có một bên tinh hoàn. Vâng. Còn một bên cháu cứ kêu đau, lúc 7 tuổi cháu cứ đau thì mẹ cháu cho đi khám ở trên Bạch Mai thì bảo là có cái hạt ở trên bẹn trứng bên tay trái. Dạ vâng. Thế cho cháu Bạch Mai cháu khám thì người ta kéo nó xuống rồi. Vâng. Thế từ đấy rồi cháu không đau nữa, bây giờ cháu lớn, cháu to béo khỏe mạnh. Dạ vâng. Hiện tại bây giờ cháu yêu một cô gái ở với nhau được 3 năm nay rồi. Vâng. Gia đình cứ bảo là cưới xin đưa về có cháu nội bế, nhưng mà nó bảo từ từ. Vâng. Bao giờ có bầu thì nó đưa về. Vâng. Từ giờ gia đình tôi cũng lo, và không biết là cháu liệu lấy vợ nó có con hay không. Thì tôi nhờ chương trình tư vấn cho để cho ra mẹ cháu và bà cháu tôi yên tâm. Dạ vâng. Trời ơi. Bà là lo lắng quá. Nó đã cưới đâu mà đã lo thế. Nó yêu thì yêu chứ cứ yêu là có bầu đâu, đúng không? Vâng. Rồi, bác sĩ Hoàng Thí Hải sẽ tư vấn cho chị nhé. Vâng, tôi chào chị ạ. Vâng. Vâng. Vâng, anh Văn nói thế thôi chứ mình là bà nó mà nhỉ, lại là bà nội đúng không? Vâng. Thế anh này là cháu đích tôn của chị à? Đích tôn của đây là tôn từ bà ngoại. À, chị là bà ngoại. Vâng ạ. Vâng. Vâng. Cho dù nó là cháu nội hay cháu ngoại thì mình vẫn mong muốn là nó rồi sẽ lấy vợ, rồi nó sẽ có con, đúng không chị? Vâng. Thế và hồi bé thì anh này thì lại chắc là có một cái tinh hoàn ẩn, may quá nó lại vâng bên may quá nó cũng nằm ở ngay chỗ bẹn thôi, cho nên là đã đưa được xuống dưới chưa chị? Tôi bảo bác sĩ mổ đã đưa xuống rồi. Ô, thế tốt rồi. Vâng. Nhưng mà từ ngày giờ
cháu tắm mẹ cháu lúc 10 tuổi, mẹ cháu sờ thì vẫn cứ nếp. Thế hả? Vâng, không cân. Vâng. Thôi dù sao thì cũng may là tinh hoàn hai bên nó cũng tương đối độc lập chị ạ. Kể cả có một số người á, thì có những cái bệnh lý về tinh hoàn của một bên mà bên kia nó vẫn còn tốt thì nó vẫn hoạt động bình thường và các cái chức năng sinh dục của nó thì nó cũng vẫn ổn chị ạ. Tất nhiên là cái việc nó các cái vấn đề liên quan tới việc có thai của con ấy, khi mà con có cái quan hệ tình dục thì đương nhiên là nó sẽ chỉ còn có 50%, đúng không? Nó sẽ không thể như là người ta có cái hai cái tinh hoàn bình thường. Thế thì theo tôi thì thế này, năm nay thì con cũng sinh năm 96, thì có nghĩa là con cũng đã 26, 27 rồi, con kết hôn là được rồi. Nhưng mà cái việc mà con lấy vợ, cái việc mà con có con thì đúng là phải, như anh Văn nói là phải phụ thuộc vào chúng nó chị ạ. Mình có muốn cũng chả được, mà ép cũng không xong, đúng không? Khi nào nó muốn thì là nó sẽ thực hiện cái việc đấy. Thế còn cái việc mà mình lo nhất bây giờ là không biết là có ảnh hưởng gì đến cái việc có con, có để cho mà con có thể có con bình thường hay không, đúng không chị? Vâng, vâng. Thì theo tôi thế này, nếu được thì có lẽ là bà với mẹ sẽ nói với anh này là anh ấy sẽ tự đi kiểm tra cái sức khỏe sinh sản của anh ấy. Vâng. Là tốt nhất, vâng. Bây giờ cái việc mà kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân ý, là người ta cũng khuyến khích làm rất là sớm mà chị. Thế thì nếu được thì anh này sẽ đến một cái nơi mà người ta có cái khoa nam học, hoặc là cái, kể cả các cái khoa sản của các bệnh viện cũng được chị ạ. Người ta sẽ kiểm tra cho cháu hai vấn đề. Một là sẽ kiểm tra cái testosterone, tức là cái hormone sinh dục nam của anh này, xem nó ở vấn đề như thế nào. Bởi vì cái đấy thì nó cũng liên quan tới hoạt động của cơ quan sinh dục, nó sẽ quyết định tới cái hạnh phúc của con sau này. Cái thứ hai nữa rất quan trọng là anh ấy sẽ làm một cái xét nghiệm tinh dịch đồ. Thế và dựa trên cái kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ đấy thì bác sĩ người ta sẽ đánh giá cái khả năng mà anh ấy có sẽ khi mà quan hệ tình dục với bạn gái, thì cái khả năng mà để cho bạn gái có thể có thai tự nhiên thì sẽ dựa trên cái kết quả đấy. Nếu mà con chủ động đi làm được cái việc đấy rất là tốt. Và mẹ có thể nói luôn với con rằng là đấy, hồi bé là con có cái vấn đề như thế, mặc dù là đã được can thiệp rồi, nhưng bây giờ tự con cũng có thể đánh giá được về cái tinh hoàn hai bên như thế nào, chứ còn bây giờ thì mẹ cũng chẳng kiểm tra được đâu. Thế và khi con đi khám thì bác sĩ người ta sẽ thông báo luôn cả cái tình trạng, kể cả cơ quan sinh dục ngoài của con như thế nào, tinh hoàn hai bên đấy nó có bình thường hay không, hay là một bên nó bị trục trặc gì so với bên kia, vân vân. Thì tất cả những cái thăm khám đấy là các bác sĩ người ta sẽ trao đổi và người ta sẽ tư vấn với con. Nếu như nó tốt, nó ổn thì không có vấn đề gì, con có thể tự quyết định cái thời điểm mà con lấy vợ hoặc là con sinh con, đấy là do hai vợ chồng nó. Bảo cháu là xem nào cưới vợ về mấy năm chúng nó bằng tuổi có con cái rồi. Vâng. Thế nó bảo mẹ cứ từ từ, bà cứ từ từ, nó có bầu có nghé thì nó đưa về. Vâng. Cứ thế thôi, cứ mãi mấy năm nay cứ thế. Vâng, đấy là việc của con mà. Mình muốn cũng không được, rất nhiều người còn muốn hơn chị nữa cũng không được. Thì cái việc đấy là việc của con và bạn gái của con. Khi nào chúng nó thấy cần phải kết hôn, cần có con, chúng nó sẽ làm việc đấy nhá. Nhưng cho dù là có hay không thì cũng nên trao đổi với con trai, với cháu mình, cháu trai của mình, để cho nó đi khám cái đấy. Bởi vì tôi nghĩ là đi khám cái đấy nó cũng rất là tốt. Nếu như nó tốt, bình thường, không vấn đề gì thì không sao. Còn nếu như nó có vấn đề gì đấy thì bác sĩ người ta sẽ can thiệp sớm cho con. Bởi vì cái độ tuổi sinh đẻ của con, của bạn gái, năm nay bạn gái cũng bằng tuổi thì cũng là 26, 27 rồi. Cháu ở Hà Nội. Vâng. Cháu học năm đại học xong rồi, bây giờ cháu ra cháu làm ở Hà Nội. Vâng. Hai đứa ở Hà Nội. Đấy, nó rất nhiều kiến thức về việc đấy. Chị cứ trao đổi với nó sẽ hiểu mà. Nhá. Vâng, vâng, vâng. Rồi, chị đã nghe rõ được chứ. Xin chào chị nhé. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Kinh. Xin chào chương trình, chào bác sĩ. Dạ, vâng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Quảng Ninh. Vâng, em nghe đây ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy ạ? Anh ơi, cuộc sống của chồng em ấy thì nó ly hôn rồi, nhưng mà nhiều cái vấn đề là con cái ạ. Vâng. Thì lúc hai vợ chồng ở với nhau thì nó có nhiều bất cập xảy ra ấy. Rồi. Vâng, về vấn đề kinh tế thì vợ em không phải lo gì cả. Rồi. Nhưng mà đến lúc mà em làm kinh tế về ấy, thì kiểu vợ em muốn kiểu ý là em làm được bao nhiêu thì em phải chuyển hết cho vợ em, xong bắt đầu ý em thì là muốn mua nhà, mua đất, mua nhà
thì đến lúc mà em bảo là thôi thì bây giờ anh phải chuyển cho em mấy khoảng mấy tháng lương mới lại tiền làm thêm ở ngoài ấy. Rồi. Vâng, thì đến lúc em lại lấy thêm một khoản chi phí hơi nhiều thì em bảo vợ em mà thôi để vào trong tài khoản trong két thì để hai vợ chồng rồi mua nhà cho nhanh, thì vợ em lại bảo em mỗi câu là tôi không ở với anh nữa thì ly hôn. Thế là một thời gian sau cô ấy ly hôn với tự với em luôn ạ. Rồi thì ly hôn rồi thì bây giờ mục đích bạn gọi đến đây làm gì? Vâng, em gọi đến là để muốn tư vấn thêm là ví dụ là bây giờ nếu hai vợ chồng quay lại với nhau được ấy thì mình có lên là bỏ tha thứ bỏ qua với nhau ở tiếp với nhau không ạ? Thứ nhất là các bạn có muốn quay lại với nhau hay không? Em thì em vẫn muốn quay lại thì vì có quan của em. Cô ấy có muốn quay lại không? Cô ấy thì không ạ, kiểu đôi khi là cái ở cái đấy cái cuộc sống người ta họ hơi phung kiếm một tí ạ. Kiểu đã xong rồi. Tóm lại là có mỗi mình bạn muốn quay lại nhưng mà vợ bạn không muốn, vợ cũ của bạn không muốn quay lại thì làm sao mà có thể quay lại được với nhau? Con cái thì có mấy đứa? Em là một đứa con gái ạ. Có một đứa con gái và vợ đang nuôi đúng không? Ở với mẹ đúng không? Mẹ đó là có người yêu chưa? Chưa. Sắp lấy chồng chưa? Chưa anh ạ. Ở có gần nhau không? Em với vợ em ở chỗ em ở sau được khoảng 25 cây ạ. 25 km á? Vâng ạ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào em. Vâng ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Sinh năm 9 mấy? Năm nay em 33 tuổi ạ. Ồ, còn trẻ nha. Thế xong rồi ly hôn là được bao lâu rồi? Chồng em ly hôn từ tháng 7 bây giờ được mới được có mấy tháng rồi. Từ đấy giờ con đi tìm hiểu ai nữa không hay là ở vậy? em không tìm hiểu với ai ạ. Chưa tìm hiểu ai. Này thế khi ly hôn ấy, vâng. Nghe có vẻ rất là thuận tình, cô ấy viết đơn cho mình cũng ký, và trong lòng có áy náy băn khoăn và có tìm được lý giải về nguyên nhân thực tế không? Hay là mình cứ chỉ có lý giải là do cái tiền ấy, mà còn có nguyên nhân gì to hơn, sâu xa hơn không? Nó xuất phát từ cái nguyên nhân đầu tiên là cái tiền thách cưới ạ. Tiền thách cưới á? Ở chỗ đấy có một chỗ phong tục là... Trên đấy là đâu? Từ nãy em nói nhiều lần lắm, cái trên đấy là chỗ đâu đấy? Vợ em ở Quảng Ninh ạ. Rồi ơi, Quảng Ninh ngay kia. Vâng, xin lỗi ạ. Chắc là cái huyện thì gì đó. Thách cưới thì là 20 triệu thì em đưa 18.880.800 đồng ấy. Rồi tóm lại là người ta bảo đưa thách cưới 20 triệu mình mới đưa 18 triệu mấy, tức là nó còn nợ hơn. Cho nó đẹp số ạ. Hơn triệu thì mình thích cái số mà bát phát đấy đúng không? Đấy. 18.888.000 đồng. Đấy thì là họ thì không quan tâm đến chuyện phát. Gia đình nhà gái có cái kiểu ý kiến là ý là bớt không tôn trọng họ ấy. Một là đưa trên 20 và hai là cứ 20. Cái giá mà người ta bỏ 20 mà mình đưa 28 ấy thì tốt nha. Vâng. Tí. Có lẽ cũng chẳng phải vấn đề chính. Cái đấy anh nghĩ là cũng không chính. Đấy. Lấy nhau mấy năm con đã có rồi, không ai còn lục lọi lại rằng là 18 với 20 triệu, dám bảo là 200 triệu hay là 2 tỷ thì cũng còn được. Thời buổi này vài triệu bạc nó không lớn. Nhất là khi người ta lại hiểu rằng là mình muốn lấy con số đẹp là số 8 ở cuối. Khi lấy nhau về rồi thì cô ấy về nhà em ở có dễ chịu không? Hai vợ chồng em lấy nhau thì là ở riêng luôn chứ không ở bố mẹ chồng ạ. Thế à? Ô thế giỏi quá, ở riêng nhà em có sẵn từ lúc mà chưa lấy vợ. Em có một cái nhà sẵn ở trên đấy nhưng mà em không muốn ở gần bố mẹ em ấy. Thì là muốn xuống thành phố Hạ Long em ở thì em muốn mua đất ở đấy, hai vợ chồng cũng gia đình mua đất đấy. Tức là khi cưới xong thì là ở riêng và có con cũng riêng luôn. Thế và cho đến cái ngày mà cô ấy đòi viết đơn hoặc cô ấy viết đơn ấy thì em thấy có cái gì mà nó trầm trọng lắm không? Thực ra là trầm trọng là do cái vợ em nó đổi lợ bạn em tiền ấy. Thì em chỉ bảo mỗi câu là em bây giờ vợ chồng đó thì Covid cách đi 6 tháng rồi không làm cho kinh tế ấy. Cho nên cho người ta cứ khất nợ từ từ. Thế là vợ em đòi thì em bỏ mỗi câu là cái câu chỉ bậy ạ. Thế là em về đến bên ngoài cũng chửi em mà nói chung là kiểu cái gắt ấy. Thôi. Thì vì bây giờ em ở với em thì là quần áo không phải giặt cũng không phải rửa, đến phơi quần áo chưa phải phơi rồi chưa phải thu quần áo, giờ thì em làm hết tất cả thứ cho vợ em chứ em cũng không bắt vợ em phải làm gì cả. Rồi nhiều bạn thính giả nghe đài sẽ giật mình vì thấy là một anh chồng thương yêu vợ, không bắt vợ nấu cơm giặt giũ cả quần áo cho vợ, vợ chả phải làm gì, cưới xong về có nhà ở sẵn, được chiều như chiều vong, một ngày đùng cái viết đơn ly hôn, cho nên là cái tốt quá đấy. Cũng phải xem xét lại. Thế nó mới quá, tại vì thế mới gặp địa chương trình tư vấn được ra đấy. Nhiều người lớn tuổi người ta hỏi em là mày chỉ ăn mới làm ấy. Em thì em làm từ sáng 5 giờ sáng đến 6 giờ tối, và em còn làm thêm có hôm 10 giờ đêm 11 đêm em về, nhưng mà rồi
em ơi, phụ vợ với nhà. Tóm lại thế này là em cứ đi làm suốt ngày suốt đêm, xong về nhà em còn làm việc nhà nữa, còn lúc nào em yêu vợ em, mà vợ em còn rất là trẻ, lại đang khát khao yêu, ngộ nhỡ có ai đó người ta yêu hộ em, người ta giúp em sao. Thôi nói vui thế thôi, nhưng mà thế này cũng rút kinh nghiệm, nếu em có quay lại được với cô ấy hay sau này em có đi bước nữa, thì hãy nhớ rằng đời sống vợ chồng cần rất là nhiều thứ chứ không chỉ cần có tiền. Em đi làm rất là nhiều tiền mang về rất là tốt rồi, nhưng phụ nữ hay là người vợ rất cần cái đành rằng là mình giúp đỡ rồi, nhưng mà không có nghĩa là mình để cho cô ấy ngồi không. Người ta nói rằng là đôi khi sướng quá hoa rồ, hoặc là nhàn rỗi lại sinh hư, nhàn cư vi bất thiện, đúng không? Cô cũng phải làm thôi, phải thương chồng, biết chồng đi làm tiền thì ở nhà mình cũng phải dọn dẹp nhà cửa, trông con cái, cũng phải có lời ăn tiếng nói cho tử tế. Nếu không nói là cảm ơn chồng, chồng đi làm vất vả để cho mẹ con em ở nhà thì cũng phải được một cái ghi nhận nào đó. Nhưng mà thôi, cái không nói nữa. Cái điều quan trọng nhất là em thì vẫn thương con, mong muốn là nối lại. Nhưng mấy tháng nay rồi, em có gặp lại cô ấy không? Và mỗi lần gặp thì có lao vào nhau ôm nhau không? Dạ, không ạ. Hay còn vẫn tiếp tục chửi? Em thì cứ về thăm con được một tí thời gian, xong 2-3 tiếng em lại phải, cứ nghe là từ chỗ em đến chỗ ấy 25 cây em về thăm con, xong em lại đi xuống chỗ làm để làm mai làm việc luôn rồi. Ừ. Có thông tin, có nhắn tin liên lạc với nhau, anh vẫn nhớ ngày xưa, em vẫn nhớ em lắm, ước gì lại quay lại, ước gì để anh có thể làm lại từ đầu, có thế không? À, em không, em thì hay gọi điện, ví dụ như là lúc nào đó mà thấy cô bé thấy nỗi buồn buồn thì em bảo tôi xuống đây anh ở, anh chăm, anh bế con cho. Rồi thế thì đâu dọn dẹp nhà cửa đâu tất cả. Rồi anh hiểu rồi, tóm lại thế này, em vẫn là cái thằng đi làm, kể cả ly hôn vợ rồi cũng đi làm, chẳng còn thời gian để mà nói với vợ nữa. Trong khi thì mình muốn nối lại, muốn nối lại thì mình phải có điều kiện. Đầu việc đầu tiên em phải thăm dò xem ý tứ cô thế nào. Lúc ấy có thể cô còn trẻ, người non dạ bồng bột, nghĩ rằng là chỉ vì mấy đồng tiền hay chỉ vì cái những cái lời ăn tiếng nói nó không đâu vào đâu, mà cuối cùng thì cái tôi nó lớn quá mà làm chia tay. Ngộ nhỡ bây giờ trong lòng cô cũng khát khao mong muốn nối lại thì mình cũng phải có nhắn tin, chứ nhớ có bao giờ em muốn rằng là chúng ta lại như xưa không. Đôi lúc anh chỉ ước rằng là giá chúng ta đừng có thế nọ thế kia, để xem bên kia như thế nào. Nếu như bên ấy người ta cũng cắn câu, tức là đầu tiên mình phải thả thính, đúng không? Thế xong rồi cá nó đớp thính thì mình mới giật. Thế còn bây giờ thì chẳng biết là có cá hay không, cứ ném thính thì thính cũng không ném, ngồi trên bờ xong ước bảo là giá con cá nó cắn câu thì lấy đâu ra nhá. Nhớ giống như người đi câu, đầu tiên là phải thả thính đã, thế xong rồi thính cho cá nó đến, rồi cuối cùng với ngồi với nhòm với dòm xem là nó có động không thì mới giật. Đấy là việc của em như thế, còn làm thì làm suốt đời. Thế còn nếu trong trường hợp mà xấu nhất là cô ấy vì lý do nào đó mà cô không thể quay lại với em, có những cái nguyên nhân sâu xa có thể em chưa chắc đã biết được, chẳng hạn như cô lại có một ai đó mà thương cô ấy hơn là em thương chẳng hạn, mà người ta lôi cô ra khỏi gia đình em, nhưng hiện nay thì cô lại đang bị bỏ rơi chẳng hạn, thì cũng để cho cô trưởng thành lớn lên, cô sẽ có được bài học làm người tử tế. Còn nếu không nối lại được thì em cũng còn rất là trẻ. Thật ra cái không ai muốn lấy vợ để chia tay, nhưng mà nếu như mà mình cố rồi, hết sức rồi mà nó không thay đổi được thì hãy khép lại quá khứ, mở tới tương lai. Người như em suốt ngày đi làm sẽ có những cô gái mà cũng đánh giá cao đấy, chứ không phải là, nhưng mà cũng phải điều chỉnh bản thân nhá. Nhớ làm nhưng mà không phải để chết, mà làm để có tiền, để vui vẻ, để sống, để hạnh phúc. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Cảm ơn chuyên gia giám lập Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, Vĩnh Phúc đâu ạ? Dạ, alo ạ. Tôi đang nghe đấy. Em có câu hỏi là mới hỏi bác sĩ của chương trình đó, là em đang bị rơi vào tình trạng rối loạn kinh nguyệt. Cụ thể là như thế nào? Em cũng bị rối loạn cách đây, nói chung là em đến kinh nguyệt là từ năm 2015. Và sau đó thì bởi vì lúc đó em mới ấy, thì 3 năm đầu tiên thì nó vẫn bị rối loạn kinh, nó vẫn bị rối loạn ấy. Sau đó thì đến năm tầm giữa năm 2018, đầu năm 2019 thì bắt đầu nó đều, cho đến hết năm 2020, sang đến đầu năm 2021 thì em lại bị rối loạn lại. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 21 tuổi ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Ừ, tôi chào bạn. Dạ vâng, chào bác sĩ ạ. 21 tuổi, thế mà có kinh từ năm 2015 đúng không em? Dạ vâng ạ. Ừ, thế năm nay cũng 6 năm rồi. Rồi, 6 năm, dạ vâng. Cũng bình thường. Bây giờ thì tình trạng nó thế nào? Dạ, bây giờ nó vẫn bị rối loạn ạ. Cháu mới đến tầm hôm 24 tháng 12 mà cháu xuất hiện kinh hôm 23 tháng 10, kết thúc vào hôm 27 tháng 10. Và đến 24 tháng 12 cháu mới thấy, và đến giờ hôm nay là 28 tháng 12 thì cháu vẫn, nói chung là nó vẫn chưa hết ạ, nói chung là nó vẫn
xíu rồi, kiểu bị những phần bị sót lại của kinh như thế. À, tức là như kiểu rong kinh ấy hả? Dạ không ạ, nó kết thúc một ngày đấy, xong rồi 2 tháng nó mới xuất hiện. Ừ, thế từ năm từ đầu năm 2021 đến giờ thì bao nhiêu lâu thì có kinh nguyệt một lần? Mỗi tháng cháu có một lần, tuy nhiên là đến cái từ tháng 10 đến tháng 12 thì 2 tháng mới thấy ạ. Còn những cái tháng trước ấy thì nó chênh nhau khá nhiều. Nó trước kia ấy thì 2019-2020 thì cứ 21 ngày là cháu thấy hành kinh một lần. À. Nhưng mà đến 2021 này thì có 3 tháng là cháu 21 ngày, còn lại thì nó là 22, 18, 23, 25, 29 và 35. Ờ, thực ra thì những cái ngày đấy nó dao động như thế cũng là bình thường mà. Ví dụ như nhá, là mình là người có cái vòng kinh là 35 ngày chẳng hạn, thì cứ 35 ngày bạn mới có hành kinh một lần, hay nói cách khác là chu kỳ kinh của bạn là 35 ngày. Nếu như tháng nào nó cũng như thế thì đấy lại là bình thường, bởi vì mình là người có chu kỳ kinh 35 ngày. Nếu mà tại vì cái năm 2019-2020 nhá, thì nó cứ lặp lại đều chăm sóc là 21 ngày. Thế sang đến năm 2021 này thì bắt đầu nó loạn với cả lên nhá. Nó không còn đều như vậy nữa. Thực ra kinh 21 ngày thì nó cũng hơi ngắn. Chu kỳ kinh đấy cũng là chu kỳ kinh ngắn. Em ở Vĩnh Phúc thì cũng rất là tiện mà. Hôm nào em có thể đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cũng được. Tại vì là lên khoa sản ý, chỉ cần là bác sĩ người ta sẽ siêu âm cho mình, kiểm tra về xem là cái cơ quan sinh dục của mình nó có vấn đề gì không. Những trường hợp mà nó rong kinh như thế này thì một số trường hợp nó có thể liên quan tới hoạt động của buồng trứng. Ví dụ như là có những người bị buồng trứng đa nang đấy, hoặc là có những cái người nó có một số các cái bệnh lý gì đó của buồng trứng chẳng hạn. Đấy thì thường là như thế thì nó có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Nhưng mình cũng không nên quá là lo lắng, bởi vì là hiện nay thì có thể là trước đây thì kinh nguyệt của em nó là 21 ngày, nhưng mà bây giờ thì kinh nguyệt nó kéo dài lên đến 35 ngày chẳng hạn, thì nó cũng vẫn nằm trong cái giới hạn bình thường. Thế còn có điều kiện thì mình cũng đi kiểm tra xem là người ta sẽ siêu âm cho mình. Và tốt nhất là cái thời điểm em đi khám thì em có thể khám vào hai thời điểm. Một là sau khi sạch kinh 3 ngày nhá. Thì sau khi sạch hành kinh 3 ngày thì em đi khám, và mình chỉ khám siêu âm ở ngoài thôi, siêu âm thành bụng thôi, chứ không phải khám trong hay cái gì, cho nên mình không phải lo lắng gì đến cái chuyện kia đâu nhá. Thì trước mắt cứ đi siêu âm xem là cái niêm mạc tử cung của mình có vấn đề gì không, rồi các bác sĩ sẽ xem cái buồng trứng hai bên của em nó như thế nào. Thế còn nếu như em đi khám vào một cái thời điểm nữa cũng rất là tốt, đấy chính là khoảng giữa của chu kỳ ấy, nhưng mình cứ tính là khoảng giữa của chu kỳ thì đi khám, thì lúc đấy thì người ta sẽ kiểm tra cho mình, thì người ta có thể kiểm tra xem là những cái trứng nó chín như thế nào, hay là nó có vấn đề gì không, thì người ta có thể sẽ xử lý cho em. Thế còn tạm thời bây giờ thì có lẽ là em nên dùng lấy một đợt cao ích mẫu cũng được, thì nó điều hòa kinh nguyệt đấy. Em có thể ăn một đợt ngải cứu trứng gà, tức là mình sẽ cố gắng thử một số cái như thế, bởi vì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của mình ý, thì em xem có ổn không. Thế còn nếu như mà tốt nhất thì em nên đến bác sĩ sản người ta kiểm tra cho em nhé. Cảm ơn chị Hoàng Thúy Hải, xin chào bạn nhé, chúc bạn có sức khỏe thật tốt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Dạ em đây ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? Vâng, em cái câu chuyện của em đấy là em rất là đang phân vân ở chỗ là em muốn ly dị chồng hay là bây giờ vẫn sống như thế này. Bao nhiêu tuổi rồi? Em 45 ạ. Ở với nhau được bao nhiêu năm? Cũng được hơn 20 năm rồi anh ạ, 21 năm rồi. Đông con nhiều cháu chưa? Em thì chưa có cháu, nhưng mà có 2 con. Rồi, thế làm sao mà lại phải ly dị nhau thế? Chồng em thì thực sự là bây giờ em mới biết rằng là không phải là đàn ông, mà có nghĩa là có cái người ta hay gọi là cái gì nhỉ? BD à? Bây giờ em mới hiểu là như thế. Mà thì thực ra là lấy chồng hơn 20 năm, nhưng mà cuộc sống của bọn em bây giờ là sống như kiểu như là ly thân cách đây hơn 10 năm rồi. Vâng, khi được 2 đứa con thì bọn em bắt đầu là ly thân. Thế là vẫn chung nhà? Vẫn chung nhà, nhưng mà bây giờ có nghĩa là không việc của ai rồi nhà. Thì có nói chuyện không? Riêng, có ăn chung mâm không? Tài chính riêng, tất cả riêng. Không ăn cùng? Không ạ. À. Tài chính riêng, ngủ riêng và tất cả mọi thứ đều riêng. Rồi, thế làm sao mà bạn bảo chồng? Không
biết được là từ đâu. Vì cái ngày em lấy chồng thì cũng đang còn trẻ, cho nên là em cũng không biết được là cái bệnh đấy là nó như thế nào. Nhưng khi thực ra chồng em lấy em thì chữa được đứa đầu thì khoảng độ 6 tháng là vợ chồng không quan hệ gì hết. Đến khi mà con bé nhà em được 3 năm, hơn 3 năm, 5 tuổi thì có một lần quan hệ duy nhất thì lại chữa thằng bé. Thế là cho đến bây giờ. Tóm lại là 20 mấy năm chỉ 2 lần quan hệ. Vâng, em biết được là như thế này này. Và từ đó là em vẫn là sống như thế. Và em nghĩ rằng là mình sống vì con là chủ yếu. Và cái tiếng nữa, danh tiếng nữa, mình thử ra là cứ sống như thế. Nhưng mà cuộc sống của em bây giờ nó quá là bi đát. Và em nghĩ rằng là tình không có, tiền cũng không, thì cuộc sống gia đình em nghĩ rằng nó cũng chẳng đi đến đâu cả, không ổn. Sao bạn lại khẳng định là anh ấy là người đồng tính? Bởi vì như thế này anh nhá, tức là chồng em là bộ đội, tức là sĩ quan cao cấp. Và có một lần thì là lính về nhà chơi. Sau đó là cái bạn ấy ở trong Nghệ Nam ấy, bạn gọi điện cho em. Bạn ra quân rồi, bà mới gọi điện, bà dám gọi điện. Bà bảo là chị ơi, thế chú nhà chị có vấn đề, chị có biết không? Thì em bảo là không, vấn đề gì em. Thì nó mới nói rằng là chú nhà chị rất là thích em. Có là như thế này, thế này, dài này, rất là bất bình thường. Chỉ có những cái người mà người ta yêu đương thì người ta mới làm thế. Và em cũng đã đi ở trong Nam thì em cũng đã thấy có những cái tình trạng như thế rồi. Và em chắc chắn là chú nhà em như thế, chú nhà chị như thế. Rồi. Và một bạn nữa, bạn ấy cũng, cái lần đấy nhà em làm nhà thì chồng em là hay cho lính ra nhà để làm ấy. Đó là cho lính uống rượu xong rồi có làm gì hay không thì em không biết. Thì khi đấy thì em đang nằm ở như cái tầng trên. Thì cái bạn ấy, bạn chạy ra ở, chị ơi, chị, chú nhà chị làm sao ấy, chú nhà chị. Em không thể tưởng tượng được, kiểu này thì chết. Thế là xong rồi chồng em sợ quá rồi chạy lên, nó là quát cái bạn đấy, là đưa bạn đấy về đơn vị. Tức là có những người người ta nói với em rất là lâu rồi, và em cũng là trao đổi với chồng em. Rồi bây giờ anh ta còn đang công tác trong quân đội không? Còn ạ. Rồi, và chắc là cũng thỉnh thoảng về nhà thôi đúng không? Vâng ạ. Bởi vì chắc là ở đơn vị. Đúng rồi ạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Rồi xin chào. Này, vâng, thế từ cái ngày mà lấy chồng đến giờ, xong được có mỗi 2-3 lần, xong rồi mỗi lần thì được một đứa con như thế, thì mình cứ nhịn vậy à? Vâng. Thế à? Em cũng cứ sống thế. Rồi cũng thực tế ra là như này anh Đinh Đoàn này. Thứ nhất là này, cũng còn không biết làm cái gì hơn. Hai nữa là cũng lại đấy, mình cũng cứ giữ gìn ý tứ đúng không? Cũng không dám nói ra. Thôi tóm lại thế này này, bây giờ thì kết luận để là anh ấy là người đồng tính hay không thì cũng không rõ. Nhưng mà qua những cái kể, những cái vụ việc đấy, rồi cộng với lại việc là không còn ham muốn với vợ nữa, thì mặc dù là bây giờ mới ngoài 40 và cũng ly thân, tức là không ăn không ngủ với nhau đến hơn chục năm nay rồi. Thì cũng có thể tạm kết luận là có thể anh ấy cũng chẳng thích phụ nữ lắm, chứ chả phải không thích vợ. Cũng có người không thích vợ nhưng mà thích gái. Ví dụ như là một tuần anh cứ phải đi 3-4 lần ở ngoài, nhưng mà chỉ có là trông con vợ xấu hay là không đáng yêu thì ghét. Nhưng anh này chắc không thế đúng không? Mà anh ấy thích các bạn trai với lại các lính, các chiến sĩ. Thôi, mình không có quyền can thiệp gì về cái chuyện riêng của anh ấy. Chỉ có điều tiếc rằng là anh ấy có thể là trước đây anh không phát hiện ra là mình như thế. Anh là một người thanh niên bình thường. Rồi anh ấy cũng nghĩ rằng là anh ấy lấy vợ, có con rồi cuộc sống đã trở lại bình thường. Nhưng mà cái xu hướng tình dục ấy thì nó không thay đổi được. Rồi đến lúc này lúc khác nó cũng lộ ra. Thì trong trường hợp của anh nó là như vậy, và đã để lại một cái gọi là bất hạnh cho một người phụ nữ. Hiện nay rất là nhiều bạn trẻ đồng tính, các bạn ấy đã dũng cảm, các bạn ấy thú nhận với mọi người rằng bạn ấy đồng tính, bạn ấy không lấy vợ bởi vì lấy vợ để che mắt thế gian, lấy vợ để vui lòng bố mẹ, lấy vợ để có đứa con, để nối dõi cái nọ, nối dõi cái kia. Nhưng mà đấy, như trong hoàn cảnh của mình là tự nhiên đẩy một người phụ nữ vô tội vào một cái vòng mà có chồng nhưng không và bất hạnh đúng không? Đấy, thì, nhưng mà rồi ông xã nhà mình đấy là người của những cái thế hệ trước, của những thời chắc là dân 8X, thì lúc ấy xã hội nó cũng không cởi mở, và cái quyết định của mọi người cũng đa số là sẽ che giấu như vậy. Quan trọng bây giờ là thế này, mình thấy sống như thế này không chịu được nữa rồi đúng không? Vâng ạ. Và đã bao giờ mình nói chia tay chưa? Em cũng có nói một vài lần rồi. Và phản ứng của ông thế nào? Cái ông xã nhà em thì ông ấy có cái đặc biệt đấy là cứ nói thì ông im lặng thôi anh ạ. Không thì phản ông còn biết cả nói gì nữa. Cũng không hợp tác. Anh Minh Đoàn ơi, em 45 tuổi nhưng mà em cũng đang còn rất trẻ. Thôi, trẻ không thành vấn đề, đang nói là thế này này.
Cho nên là mình mới không lãng phí. Đang nói trẻ như thế lại càng không lãng phí. Mình lãng phí 20 năm rồi. Bây giờ mình trời mà cho mình sống đến 90 là mình cũng còn mấy chục năm nữa. Thế cho nên là không tội gì. Cứ coi như là giống như một người mà chót làm ăn một cái gì đó nó đổ bể, nhưng không có nghĩa là mình lại khởi nghiệp một cái vụ kinh doanh khác. Biết đâu cái lần sau nó lại hạnh phúc. Cứ coi như mình là đi bước nữa muộn đi, đúng không? Không ai bắt mình, cứ phải nghiến răng chịu đựng, bởi vì thời gian còn rất dài. Ra bây giờ mà bạn mà là 60 hay 65 thì tôi cũng khuyên rằng thôi, sống vì các con các cháu vui vẻ đi, đi tập thể dục với đi tham gia câu lạc bộ người cao tuổi với lại hát chèo, hát văn, hát đúm gì đấy cho nó khuây khỏa. Thế nhưng mà mình còn trẻ, và thật ra mình cũng đã nhịn nhục lâu lắm rồi, và mình cũng vì các con, và bây giờ các con cũng đã lớn, và cũng đã đến lúc mình cũng đã suy nghĩ rằng là mình không thể chấp nhận được cái này nữa, thì mình cứ làm. Còn thì đừng có nghĩ rằng ông sẽ đồng ý, bởi vì ông là một sĩ quan quân đội cao cấp, ông cũng chẳng có sung sướng hay không có thích để mà tự nhiên vợ lại bị bỏ, vợ bỏ, thế mà lại còn lộ ra là vợ bỏ lại vì cái nọ cái kia nữa thì lại càng không thích. Cho nên nếu có thì đừng bao giờ hy vọng là anh ấy đồng ý hay thuận tình. Anh có thể im lặng, anh có thể thú. Sẽ có những người đàn ông khi mà thấy vợ làm căng quá là thú nhận, quỳ xuống xin đấy, rằng là thôi anh có lỗi rồi, làm em khổ rồi, nhưng mà đấy cái hoàn cảnh của anh như thế, anh không muốn là em bỏ anh và không muốn gia đình tan nát, với điều kiện là em muốn đi với ông nào hay muốn quan hệ với ai thì anh cũng không ghen chẳng hạn. Có những ông chỉ muốn là giữ gia đình để giữ thực ra là giữ danh tiếng, còn thì ông ấy sẽ thả rông cho mình muốn làm gì thì làm. Thế thì lúc ấy tính sau. Thế nhưng mà bây giờ thì mình mà đã muốn thì mình cứ đề xuất ý kiến thôi, và cũng đừng có hy vọng rằng ông ấy bảo ok chia tay, vì cái việc mà ông ấy khát khao các bạn trai kia nó chỉ là những cái rất là riêng. Còn thì phía sau của ông ấy, trong con mắt mọi người thì ông đang có là gia đình, có vợ, có con nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của chuyên gia tâm học Đinh Đoàn rồi chứ? Xin chào bạn nhé, và hy vọng bạn sẽ giải quyết được cái khó khăn lúc này của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Bình. Alo, Quảng Bình đâu ạ? Dạ, em chào anh ạ, em là Quảng Bình đấy ạ. Rồi, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, hôm trước em có hỏi là em với chồng em á, sao tự nhiên quan hệ mà em bình thường em sao cả mà tự nhiên chồng em nó bị ngứa. Bạn có ngứa không? Dạ không, em bình thường. Chồng ngứa thôi? Dạ. Chồng ngứa như thế nào? Thì bảo ngứa xung quanh về đó, ngứa, nhưng mà bây giờ uống thuốc cái nó hết rồi, mà tự nhiên em cũng gì nữa không hiểu sao, mà tự nhiên em thì bình thường em không cảm giác gì cả, không có cái gì cả, tư tưởng không có gì cả, mà tự nhiên chồng em nó bị vậy. Thế nhưng mà à? Dạ. Lấy nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ, mẹ em năm nay 13 tuổi rồi. Rồi, khoảng 14-15 năm. Rồi. Và đợt này mới ngứa à? Chứ không phải từ mười mấy năm nay lúc nào cũng ngứa đúng không? Dạ, không. Không, cho em có, nói chung lâu rồi, đi xa lâu rồi, bây giờ mới về được mấy tháng. À, thế à? Tức là hai vợ chồng xa nhau à? Dạ, xa được 3-4 năm. Chồng đi đâu vậy? Dạ, đi làm xa. Đi làm xa như ở nước ngoài hay là ở trong nước? Dạ, ở trong nước. Rồi, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn về thăm vợ con chứ, chẳng lẽ đi thẳng một mạch mấy năm rồi thế á? À, cùng một năm về được một hai lần. À, rồi. Chị Hoàng Thúy Hải sẽ xem tại sao chồng bạn ngứa nhé. Chị chào em. Dạ, em chào chị ạ. Thế là chồng mới về nhà, ở nhà thường xuyên là có một thời gian ngắn mấy tháng này à? Dạ, mới có hơn một tháng. Thế à? Ừ. Dạ. Thế xong rồi, thế là hai vợ chồng quan hệ xong rồi, bây giờ anh ta bị ngứa cơ quan sinh dục. Thế sao lại cứ nghĩ là mình, anh ta lây ở mình? Thì em cũng biết là, thì đấy, tự nhiên bảo là chồng cũng không có gì cả, mà tự nhiên em thì không ngứa không gì cả, thì em ngồi nhà thì em đâu có, mà nhưng mà có một lần quan hệ tự nhiên sao nó bị chảy máu, xong chảy máu xong nên nó mới ngứa. Vậy bữa trước về đi không? Tóm lại là bây giờ thì mình không biết là có bị bệnh lý gì của cơ quan sinh dục không, đúng không? Dạ. Xong rồi là cái bệnh đấy lại có phải là bệnh lây qua đường quan hệ tình dục không? Dạ. Đấy, mình lo nhất cái chuyện đấy, đúng không? Dạ. Trước mắt là bây giờ mình, về phía mình thì mình không đau, không ngứa ở cơ quan sinh dục. Mình cũng không bị ra những dịch lạ bất thường, đúng không? Dạ, không, bình thường thôi. Cơ quan sinh dục mình hoàn toàn bình thường.
Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 38 tuổi. 38 tuổi à? Ừ. Dạ. Ừ, kinh nguyệt của em còn đều không? Dạ vẫn bình thường. Vẫn bình thường đúng không? Dạ. Thứ nhất là về phía em thì chị nghĩ là trước mắt có thể nó chưa có vấn đề gì mà mình phải lo lắng ấy. Em không bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục, thế kinh nguyệt của em cũng vẫn đều, cho nên là tạm thời có thể ổn định như thế nhá. Thế còn về phần chồng em thì có thể anh ấy bị ngứa là do cơ quan sinh dục của anh ấy bị viêm thôi. Đàn ông người ta cũng có thể bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục là chuyện bình thường mà. Chứ cứ gì là cứ phải lây do quan hệ với mình đâu. Nếu mà may mà mình còn chưa lây do, nếu như anh ấy mà bị, tự bản thân anh ấy bị, nhưng tất nhiên nếu không phải là do nhiễm các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục thì chưa chắc mình đã bị lây. Chứ không phải cứ là do tại quan hệ với mình mà anh ta bị ngứa nhá. Thế thì bây giờ thế này, hai vợ chồng em thì cái chắc chồng thì có xem tuổi không hay nhiều tuổi hơn em? Bằng tuổi em. À cũng bằng tuổi đúng không? Hai vợ chồng cũng bằng tuổi. Thế thì bây giờ thì cũng lại sau thời gian đi xa thì hai vợ chồng cũng về, chồng bây giờ cũng về nhà rồi. Cái đời sống tình dục nó cũng bắt đầu ổn định. Và sau một thời gian như vậy, nhất là độ tuổi dưới 40 thì cái hoạt động tình dục nó cũng đang rất là mạnh ý. Thế cho nên là em cũng cố gắng một chút tự theo dõi sức khỏe của mình. Để xem là, bởi vì trước đây thì mình hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, nhưng mà bây giờ vì chồng cũng đi xa về thì cũng phải theo dõi. Thứ nhất, quan trọng nhất là kiểm tra xem là để ý xem mình có xuất hiện những cái vấn đề gì lạ ở cơ quan sinh dục không. Ví dụ như là quan hệ tình dục xong thì lại thấy ra máu, như ban nãy em có nói đúng không? Có một lần bị ra máu. Có thể lần đầu lâu lâu mình mới quan hệ tình dục thì hoặc là nó có vấn đề gì đấy thì nó có thể ra máu. Nhưng nếu chỉ ra máu một lần đấy thôi thì mình cũng để ý, mình xem xem. Thế còn những lần sau nếu như quan hệ tình dục mà bị ra máu thì em phải đi kiểm tra ngay. Bởi vì là khi mà mình quan hệ tình dục mà mình bị ra máu thì có nghĩa là cơ quan sinh dục của mình nó đang có một cái tổn thương gì đấy. Thì quan hệ tình dục nó gây cọ sát vào đấy và nó có thể gây ra máu, chảy máu. Hoặc là nó có những cái đôi khi có một số trường hợp là tinh dịch của người đàn ông mà người ta có máu ý, thì khi người ta xuất vào trong âm đạo của mình thì có thể là mình cũng ra máu, nhưng cái đấy máu đấy không phải là máu của mình mà là máu của chồng. Thì tất cả những cái trường hợp đấy thì em sẽ, nếu chỉ một lần thì em cũng chú ý theo dõi. Thế còn nếu như nó xảy ra ở những lần sau ý, thì mình cần phải đi kiểm tra xem là cơ quan sinh dục của mình có vấn đề gì không. Cái thứ hai nữa là về mặt anh chồng ý, thì bởi vì anh ấy cũng đi xa, anh ấy mới về, cho nên là cái việc mình quan hệ tình dục nó như thế nào rồi thì mình cũng cần phải nghe ngóng rồi là trao đổi thêm với cả anh ấy nhá. Kể cả vấn đề về vệ sinh, rồi cả anh ấy cũng có thể bị viêm nhiễm đường tiết niệu, rồi bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục cũng hoàn toàn là bình thường mà. Thế thì nếu anh ấy có vấn đề gì bất thường về sức khỏe, đặc biệt là cơ quan sinh dục, thì hai vợ chồng cũng phải trao đổi với nhau ngay. Thế rồi để xem là vấn đề nó như thế nào, cần thiết thì phải đi khám điều trị. Chứ không có rồi nhỡ nó có vấn đề gì thì nó cũng khó, bởi vì là cái đời sống tình dục của nhà em thì vẫn còn rất là dài nhé. Rồi bạn đã nghe rõ được chứ? Chúc bạn sức khỏe thật tốt nha.